Thầy đi. Thầy đi. Vô, Quang vô rồi. Làm cái gì mà vô? Dạ con sợ chị, con theo tranh chữ thập. Trời ơi trời tiêu rồi. Tại sao vậy? Tại sao mấy tháng nay ở cái cồn hến này không có đứa nào đến đây kiện cáo hết trơn hết trời vậy? Dạ bẩm quan, từ cái ngày mà quan cai quản cái cồn hến này, quốc thái dân an, không có chuyện gì xảy ra để xử thưa quan. Không có chuyện gì xảy ra thì phải kiếm chuyện xảy ra đi làm. Đâm bọc khóc thọc bọc gạo, bóng lộc có mấy đồng. Dạ bẩm quan, số là như vậy. Có một vụ án nhỏ cồn hến, đó là vụ mất trộm ở nhà Trùm Sò, mà tang vật phát hiện được ở nhà Thị Hến. Trùm Sò. Dạ. Nghe nói nó vào luôn đúng không? Dạ phải ạ. Kêu nó vô đây. Dạ. Cho đòi. Rồi tự vô. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Anh chỉ hay là bay thẳng sờ. Hôm nay em muốn đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiếc tiền. Thôi, ta cho đòi Chùm Sò chứ không phải đòi công chúa Hằng Nga. Dạ thưa quan, con là Chùm Sò nhưng mà cốt là công chúa Hằng Nga. Ngươi là Chùm Sò? Dạ đúng rồi. Nghe đồn nhà ngươi mất trộm đúng không? Đang trong nhà anh trộm vô, nó mới lên đầu trời, nó không còn cái gì. Cái gì vậy? Nhảy con xì rơm ra. Dạ, chuyện là như vậy. Chuyện là như vậy, canh ba chó sủa sầm, con mới lèn bèn ngồi dậy đi tìm. Con phát hiện một cái bóng đen, nó lấy đồ của con, đích thị là thằng ăn trộm đúng không quan? Đúng, con nói gì mà không đúng, chưa có hết đâu quan. Mấy thằng người làm của con đuổi theo. Thằng ăn trộm nó chạy thiệt nhanh, nó băng qua cái chuồng gà rồi chạy vô nhà Thị Hến. Nay con đến gặp quan, mong quan hãy thương tình, phạt đòn roi Thị Hến trả lại công bằng cho con, cho con, cho con, cho con. Không phải như vậy, em bị oan. Dạ em chào Thế Đê. Chào em. Dạ em chào Quang Huyền. Dạ thưa quan, chuyện không phải như vậy. Hến bị quan, Hến bị quan. Huyền quan ơi, thân gái giá chồng phòng công, chiếc bóng sớm tối hoành leo, chẳng có ai bầu bạn. Em thao tước từng canh lệ sầu khắc khoái, nghe tiếng chim khuya kêu buồn trong đêm vắng. Tuổi phận cô đơn không người đối tượng, mà bị du quan chứa chấp đồ gian bởi người ám hại. Em phải làm sao nhờ quan đổi thương tình. Quan anh ơi. Quan ơi, Hến bị quan, Hến bị quan lắm. Quan anh ơi, quan anh xử dùm cho Hến đi, chứ em bị người ta du quan giá hoài. Thôi đi, nơi đây là chốn công đường, không phải cái vũ trường mà dẹo tới dẹo lui. Vừa lắm. Quang ơi, Hến bị oan, Hến bị oan ức, Hến bị ức. Vừa lắm. Ở đây là cái công đường hay là cái vũ trường? Dạ cái vũ trường. Hả? Cái công đường. Hả? Dạ cái vũ trường. Cái vũ trường. Thôi, cái công trường. Hả? Quang ơi, Quang xử giùm con đi Quang. Quang hãy nhìn cái đống đồ đó đi, chính là cái đồ gian mà Á Thị Hến đã chứa chấp trong nhà. Và còn đây. Còn đây ha. Còn đây đâu rồi? À, đây. Đây là cái món quà của con dành cho Quang. Quang có biết chuyện gì không?
Đây là cái tròn tròn tượng trưng cho trời, cây vuông vuông tượng trưng cho đất. Hai cái này kết hợp với nhau tạo nên tinh hoa, tinh túy và khoáng sản. Dạ, bây giờ là con gửi cho quan. Thầy đây. Dạ. Ghi vô sổ bộ. Dạ. Chùm sò hối lộ. Chùm sò tội bóng lộ. Bóng lộ, bóng lộ. Bóng lộ hồi nào mà Cao Xanh ơi, ngó xuống mà coi, người ta có của ta đưa, em đây không có, em đưa cái gì, em đưa cái gì? Nè em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say, nè em từ xưa về nay vừa hay lòng ta thức dậy, ô ô la la, ngọt ngà sexy thế. Sai. Dạ thưa quan. Ả thị hến cố tình làm nhiễu loạn thị phi trên công đường. Ủa ai làm cái gì? Ai làm cái gì mà nhiễu loạn hả? Tại sao trên công đường mà dám hát bài đường công? Bởi vì bây giờ đường công nó tràn cho tới công đường rồi. Trời ơi Quang ơi, bây giờ không phải đường công mà là đường ray rồi Quang à. Dạ. Thôi, nơi đây là chốn công đường chứ không phải cái giường. Muốn hét muốn la bà ná na. Quang ơi, bây giờ Quang xử giùm em đi Quang. Quang ơi, thầy đề ơi, hai người cũng xử giùm con nha. Hey! Ở đây cái công đường hay cái công viên? Cái công viên. Hey! Hey! Kì, đi vô, lát cho ăn. Cho ăn. Quang Anh, Quang Anh ơi, Quang Anh ơi, Quang Anh bình tĩnh. Quang Anh ơi, Quang Anh đừng có gì những chút nhỏ mọn, những chút của cải đó mà mờ mắt Quang Anh. Quang dạ Anh Quang ơi, Quang ơi, tiền nãy giờ trao mà cháu chưa có thấy múc. Bây, vô múc nó chăn cháo. Dạ Quang ơi, đâu phải đâu Quang. Ý con nói là Quang xử cái vụ này nhanh lên đi Quang. Thị Hên. Dạ có Hên. Bây giờ tan chứng giật chứng đã có. Tối cô nàng không thể nào chối cãi được nữa. Quốc của quốc pháp, gia của gia quy. Tội của nàng phải giam vào nhà lao 1 tháng. Giam vô nhà lao 1 tháng. Hên này mà giam vô nhà lao 1 tháng thì còn gì là hên nữa. Ở đây bóng tôi chập chùng dây quanh. Ôi, trong bóng tôi dày đặc như vậy, ta cảm thấy nóng, nóng quá. Mà nóng như thế này thì mình phải làm sao? Ê, cái gì vậy? Ok. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc? Làm sao phải mặc? Đó là làm sao phải mặc? Nóng như thế này thì làm sao phải cởi? Làm sao phải cởi? Là làm sao phải cởi? Cởi đi! 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 Cởi liền đi! Cởi đi! Cởi đi! Cởi đi! Cởi đi! Bây giờ Quang xử giùm em đi! Xử đi! Rồi được rồi! Vậy thì bây giờ để hết sức. Trùm sò, nghe lên. Tội thứ nhất quan xử ngươi vì cái tội dám hà hiếp dân lành, vô quan giá họa cho gái quá. Tội thứ hai quan xử ngươi vì cái tội dám hối lộ nơi công đường. Vì tất cả những tội danh trên, phạt ngươi 100 roi, 200 quan và 1 tháng ra đồng ăn cỏ. Ý lên. Trời ơi, trời ơi, bão táp mưa xa. Đường đường là một chùm sò bắt ra đồng ăn cỏ. Chẳng lẽ ta trở thành chùm cỏ hay sao? Dậy đi. Xử đi! Xử xong rồi! Thì anh nãy giờ xử rất là anh minh, rất là
là Thanh Liên. Xong, xong rồi hả? Xong rồi. Xong rồi, bây giờ tới ta xử nàng nha. Thôi, hết sợ lắm. Hết sợ lắm. Có Quang ở đây mà sợ cái gì? Vậy là có Quang ở đây, mình không có sợ gì hết đúng không? Quang ơi, Quang ơi, chết rồi Quang ơi. Bà lớn tới. Bà tới thì kệ bà. Đúng à. Bà tới. Bà tới thôi mà có gì đâu phải sợ. Trời đất ơi, sợ thấy bà luôn. Quang Anh ơi, anh nhớ chưa? Một lần cho tưởng tới già, đừng đi nước mặn mà hà ăn chân. Hến này không phải dạng vừa đâu. Hôm nay là sinh nhật của bé Út. Nhất định bé Út sẽ bất ngờ với cái món quà này. Anh Hai ơi! Anh Hai! Anh Hai ơi! Anh Hai! Út! Anh Hai! Trời, làm cái gì khóc? Em qua nhà con bé ba em coi két TV. Nó không cho em coi, nó đuổi em về. Im đi! Anh Hai nói nè, em hả, đừng có qua nhà bé ba nữa. Con bé ba đó đó hả, là nhà nó có TV thì nó coi. Còn ở đây mình không có hả thì... Khỏi coi. Thôi, anh Hai vậy hoài luôn á. Cứ hứa mua TV cho anh ta mà cứ hứa lẹo hoài. Em muốn coi TV, em muốn coi TV. Anh Hai không cho em coi TV, em đập đồ. Đập cái gì? Em đập cái TV. TV đâu mà đập? Thôi bây giờ im đi anh Hai nói nghe nè. Bây giờ là muốn coi TV đúng không? Em muốn coi TV. À đây. Cái đồng mất TV. Đâu có TV đâu kiếm. Sao cái đồ mốt đây TV đâu? Đồ mốt này anh Hai lụm. Con bé hôm nay kẹo em hoài luôn. Biết em mơ có cái TV kẹo em hoài không? Không, nói nghe nè, bây giờ em chỉ cần cầm cái đồ mốt này. Em hướng về hướng anh Hai á, các em bấm cái là anh Hai làm TV cho coi, khỏi phải mua. Thiệt không? Thiệt. Em bấm này cho đâu thấy gì đâu. Em bấm em phải có tín hiệu, anh Hai nhận được tín hiệu anh Hai mới phát sóng, hiểu không? Tín hiệu là âm thanh đó đúng không? Đúng rồi, bây giờ chọn cái âm thanh đi. Tẩm. TV người ta mới biết được chứ. Rồi, em muốn coi chương trình giống y như chương trình nhà bé ba nha. Là chương trình gì? Là chương trình hả, có người này dí hay người kia. À, phim truyện. Không phải. Rồi hả, còn nắm tay quay vòng tròn. À mà ca nhạc. Không phải, còn giật xuống đất luôn. Một đô giật. Khiêu vũ. Sao kể nghe ghê vậy? Thì tại vì coi sao nói vậy thôi. Bây giờ em khiêu vũ được không? Khiêu vũ à. Nó mệt cái TV quá. Rồi, chuẩn bị bấm nha. Rồi chưa, em cầm đồng mới, bấm số 1 á là có khiêu vũ liền. Anh Hai biết khiêu vũ luôn á ta. Khiêu vũ, bắt đầu. Tụm. Khóc nữa làm gì khóc. Anh Hai làm gì đứng đó ôm ai không ra đây với em. Ôm Hai đâu, có một mình anh Hai đây nè, ôm ai đâu. Mệt. Nữa khóc nữa. Em muốn coi thế giới động vật. Trời. Con khỉ. Tụm. Con khỉ. Hay quá anh Hai ơi. Anh Hai ơi, con khỉ kêu khẹt khẹt nữa. Con gà. Tụm. Cái TV không biết bạch tuộc kêu làm sao.
Không lẽ kia bạch tuộc kia sao bạch tuộc kia tuột. Bây giờ cho con cái này nào, bây giờ trước khi con ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Happy birthday. Cái bánh kem đen thui vậy. Cái gì vậy? Cái áo của anh hai đó. Sinh nhật người ta cái tặng cái áo mà. Không, cái này là món quà, cái áo này không phải là áo bình thường đâu. Cái áo gì? Cái này là áo của anh thực gia đó, là bằng cái áo vest vậy nè. Chỉ một rồi. Áo thôi. Bắt đầu. Coi đi. Tụm. Không sao đâu. Trời đất ơi, bị phỏng tay luôn. Thôi coi tiếp, coi tiếp anh hai làm tiếp. Không coi tivi nữa. Coi tivi đi anh hai làm. Em không có muốn coi tivi anh hai làm nữa đâu. Vậy coi để anh hai làm được mà. Không, em không coi nữa. Coi đi chứ anh hai có tiền mua tivi thật cho em coi đâu. Em không coi tivi thật luôn. Chứ em muốn gì? Em không muốn gì hết đó. Em không muốn anh hai bị phỏng. Thì ngon anh hai quá. Em không cần tivi nữa, em chỉ cần có anh hai thôi. Công nhận Linh dễ sợ. Dạ. Sao? Có hoàn cảnh phải không? Dạ. Quốc ngựa tri phong. Dạ. Sở canh khốn nạn. Dạ. Đúng chỗ rồi. 1000 cô gái vô đây á, ai cũng có ăn bài một à. Cô ơi, mà lần đầu con đến đây á, nên con sợ. Đào chứ gì. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Bởi vì sao? Một khi á, em đã bước chân vào phòng khám này thì em sẽ được phục vụ với phương châm là bí mật, an toàn, chính xác, nhẹ nhàng, không đau, không chảy máu, đặc biệt có thể tái sử dụng nhiều lần với độ bền và thời gian lâu nhất. Cô ơi, hồi nãy con nghe cô nói á là cô sẽ nhẹ nhàng không đau. Ừ, đúng rồi. Con nhìn cái tướng cô như vậy rồi liệu có đau không cô? Tuy cô béo nhưng cô rất khéo. Phòng ốc nên ẩm thấp mà nó tối tăm đó cô. Cô, con nghe nói mấy chỗ mà tối tối vậy nè cô. Ừ. Người ta gọi là phòng khám chui phải không cô? Ê mày, đấy là mệt với mày lắm nha mày. Mày thử một lần mày có làm hay không? Mày có làm hay không? Làm hay lạc không? Hả? Cô, làm không? Cô ơi. Hả? Cô dữ quá à. Cô xin lỗi. Cô xin lỗi. Con biết sao không? Tại vì cô dữ như vậy á là để cô thuyết phục con là cô cũng muốn giúp con giải tỏa những nỗi buồn. Dạ. Cho nên quyết định làm nha. Dạ làm. Ừ. Nhưng mà cô ơi, con sao nè? Sợ không có đủ tiền á cô. Cô ơi, con là sinh viên á, được ưu đãi 20% nhân dịp mùa tụ trường. Mà con có mấy trăm ngàn là đủ không cô? Con cứ đặt cọc, sau đó cô sẽ cho ship lấy tận nhà. Nhưng mà con chưa có tiền liền. Cô cho trả góp lãi suất 0 đồng. Đặc biệt á là sau khi con làm xong con bước ra, cô sẽ cấp cho con một cái thẻ khách hàng thân thiết. Rồi theo thời gian con giới thiệu người và cô sẽ nâng thành thẻ bạch kim. Hay quá cô. Cô ơi cô.
cô, con Khảo cô hay quá. Bây giờ cô cho con hỏi á là mình đích hỏi hoài mệt quá. Giờ nằm xuống đi. Cô ơi, sao bây giờ mà trước khi cô móc á thì cô cho con móc trước được không? Mày móc cái gì? Theo tôi về phường. Mày mở được mắt chị. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo. Thiệt, mở cái nhạc mà nó mạc còn hơn bộ đồ nữa. Ây, tao nói thời buổi gì đâu mà giả dạng quá trời. Giả không lại là chết. Mua tấm dáng hết 50, 4 cái bánh xe 80 là 130. Tép hàng coi. Quá đã. Vô vị trí. Anh ơi, anh ơi, làm ơn giúp cuộc đời em đi anh ơi. Anh cho em xin ít tiền ăn sáng đi anh ơi, tiền rồi anh ơi. Tụi quần cá nậu đi. Anh giúp em đi, hết 130 rồi. 130 gì? À không, em xin tiền để em về em chăm sóc cho ba em. Anh cho em xin tiền cho anh em lại em khổ. Thôi, cái gì chứ tôi thấy mà hiếu thảo là tôi thấy tôi chịu à. Chăm sóc cho ba đúng không? Dạ. Thôi để tôi giúp. Dạ, em cảm ơn anh. Em nghe chị Bảy. Cái gì? Tôi làm gì mấy đứa nhỏ thôi. Hả? Sắp tới á, tôi có làm một cái đợt từ thiện nữa chị biết không? Có gì chị liên lạc công ty tôi. Rồi cảm ơn cái gì. Để coi số 1 Ngô Văn Sở. Rồi ha. Cảm ơn chị. Mai chị ghé nha. Ủa anh ơi, sao số 1 mà không cho gì hết trơn vậy? Thì tôi hứa tôi cho là tôi cho mà. Chứ em đòi ơn anh, anh làm ơn làm phước rồi. Thôi được rồi, nhưng mà nói nghe nè, trước khi tôi giúp cậu á, bây giờ cậu giúp tôi một điều được không? Ôi giúp gì anh? Là bây giờ cậu có thể cho tôi trải nghiệm được cuộc sống của những người nghèo khó đó. Ủa là sao? Là cậu cho tôi đổi chỗ với cậu. Tôi xuống tôi ngồi dưới đó, cậu lên cậu đứng cậu làm tôi. Ngày thôi tôi giúp cho. À dạ được được, anh cho tiền em là được hết anh. À, phải đàn nữa họ mới cho tiền phải không? Dạ không, nói nghe nè, cái này là cầm chơi thôi. Anh không biết đàn thì anh kêu quơ tay người ta nhìn ra sợ ta thương thôi. Lại ông, lại bà, làm ơn bố thí cho tôi một chén cơm. Tôi cô lắm, không có tiền, mà người thân chết hết không còn một người. Anh ơi, khổ quá à, ráng giúp kẻ tật nguyền đi anh. Thôi đi, ồn ào quá. Ủa em làm gì anh ồn anh? Tôi đang buồn. Tại sao anh buồn? Cha tôi đang nằm trong bệnh viện. Tình cha mát như vận thái dương, còn ngào như sông nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian lao, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Cái gì? Ba qua cơn nguy kịch rồi hả? Ba tôi qua cơn nguy kịch rồi, tôi vui quá anh ơi. Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại. Và niềm tin đã trở về người. Cho tâm hồn nguyện yêu mãi duyên người mà thôi. Còn nhiêu tiền cho hết luôn nè. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh. Bữa nghe. Nào á mà tôi buồn ra đây tiếp. Cảm ơn anh. Bye bye anh. Anh ganh nó chút xíu là được tiền luôn ta. Phải có chiêu. Cái chiêu này quen quen ta. Quen không? Chiêu này là hồi trước là em đi xin là có thằng bạn đồng nghiệp nó xin chung nó chiêu y hệt vậy luôn. Ngồi nó hát heo tao. Phải thằng này không? Ô Trường Sơn. Ê mày ở đây, mày ở đây mày cạnh tranh với tao hả? Cạnh tranh cái đầu mày á. Tao đi kiếm mày mấy tháng này nè. Mấy năm rồi không đổ, không bỏ nghề cha. Chứ biết làm gì giờ? Cũng là cái thật lười lao động. Tao nói mày nghe, hồi xưa tao với mày á là xa cơ thất thế mới đi ăn xin. Nhưng mà sống là phải cầu tiến. Đó, tao với ông tao vượt lên số phận.
Tao xin vô tao đi làm công, rồi chủ thương. Tao phấn đấu bây giờ tao làm chủ của chủ tao luôn rồi. Giờ nè, sao có chịu bỏ cái nghề này về làm chung tao không? Thôi kỳ lắm, không được đâu. Về làm chung tao đi, tao thiếu người lắm, về làm, đừng làm nghề này nữa. Không, tao sợ lắm. Sợ cái gì? Về tao làm chung mày rồi tao làm chủ mày rồi sao? Trời, tao cũng mong được vậy luôn á. Bây giờ có về không? Về, về chứ, về. Về, thôi về, nó được, về. Đã đòn hát đã, nghĩ về đây không có hát. Tối ngày mở cải lương hoài à, nhớ nghệ chết sao chịu nổi. Còn ông nội này nữa, từ ngày nghỉ hát về tới giờ cứ bắt đầu sanh tật nhậu. Kiều ơi Kiều. Ai vậy Kiều? Kiều, Kiều qua nhà tôi chơi đi. Cái gì? Qua nhà tôi chơi. Trời ơi, bệnh còn chưa uống thuốc nữa, đi chơi, chơi cái gì? Đánh bài. Hả, cái gì? Đánh bài. Đánh bài hả? Ừ. Ờ, chờ một chút đi. Má ơi, má. Xà đi nha, tôi qua liền, tướng sắt nha. Cá tướng vàng nha. Nhớ uống thuốc rồi qua nha bà nội. Hỏi ông nội rồi nha, hỏi bệnh rồi. Má, nãy giờ má làm gì rỗng vậy? Má nấu cơm. Thánh thần ơi, trời ơi, đi nấu cơm gánh hát mấy chục năm không đã, sao mà về đây ở nấu cơm hoài vậy? Con nói má nghe vụ này nè, để trong bụng hôm nay á, dặn má rồi nha, gánh hát về rước là đừng có đi nữa nha. Đoàn người ta rã, người ta nằm một chỗ biết bao nhiêu lâu không chịu về. Tụi con mà không đi rước chắc má ở trển luôn quá à. Nè, dặn lần nữa, về đây ở với con lo hết ha, không có suy nghĩ gì hết. Đừng có làm việc hoài, con xót ruột lắm. Cực khổ mấy chục năm rồi. Bây giờ má chỉ dọn giùm con mâm cơm, cái má quét giùm con cái nhà, rồi má ra sau giỏng chỗ mà con dăn cho con nó ngủ đó. Má ngủ cho mát ha. Mà vậy nè, ở ngay cái chỗ đó nó có thao đồ chuồng ba lớn vậy nè, cái má dò má phơi lên con. Cái chiều tụi nhỏ nó đi học về, cái má tắm cho tụi nó, má cho nó ăn cơm chiều, rồi má dọn dẹp nhà cửa. Nếu con về không kịp má cho nó ngủ rồi đi nghỉ đi, đừng làm gì hết nha. Đi chuyện đó về liền. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào. Rồi, nó sai nữa. Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Nhưng trái tim này giờ đây đang thấm yêu em. Chớ nghĩ ta say ta không biết gì. Người yêu con ơi, con mới về hả con? Ủa con vợ con đâu rồi má? À, nó mới chạy đâu đó. Trời đất ơi, chắc nghệ sĩ mà nói chuyện không có, nhưng không có chữ nho gì chứ. Đi đâu thì đi đâu, má nói cho con biết, con tìm chứ nói vậy biết đường đâu kim. Nó chạy qua nhà hàng xóm á con. Trời, xóm thì phải xóm nào? Xóm trên, xóm dưới, xóm trong hay xóm ngoài? Thì ít nhất cũng phải biết nhà anh nào, chị nào, cô nào biết đường kim đó trời. Bởi vậy nói, thấy không? Thấy không? Khi dễ quá mà. Nói chuyện chút xíu bỏ đi vô nhà rồi. Thiệt, nói chuyện với má mệt thiệt á. Ủa vợ tôi đang mất tiêu rồi kìa. Kiều ơi. Kiều ơi. Trời đất ơi, đi kìa. Giờ ta chẳng còn chi. Tay không trắng tay lại về không. Về không, về không. Trời ơi, mới vừa tính kéo chết lại kêu ông kêu về làm cái gì? Đổ thừa hả? Đổ thừa không? Cái này cái gì đây? Đó giờ không biết nón bảo hiểm. Tôi biết cái này cái nón bảo hiểm, nhưng ý tôi hỏi cái nón của ai? Của tôi. Trời đất Phật ơi, con đi xe đạp mà không đổi nón bảo hiểm. Tôi hỏi bà, tại sao bà muốn bài bà vậy? Ông mắc cười quá à. Bây giờ tôi hỏi ông nghỉ hát về đây rồi nó buồn muốn chết, nhưng tôi ở không làm cái gì? Tôi đánh bài đang còn có đồng vô đồng ra. Chứ gì môn bạn chơi. Tại sao có đánh bài mà mới chịu? Ông lạng quá. Hồi xưa giờ ông có thấy tôi đánh bài không? Tôi không hề cầm tới lá bài. Bây giờ buồn quá à. Hồi trước tôi chỉ giải trí bằng một cái môn là rất là thầm lặng, rất là kín đáo và rất là trí tuệ. Ông cũng chửi tôi. Ủa môn gì vậy? Tôi đánh đề. Bà nhìn kỹ trong nhà coi. Nó trong quờ trong quát hết trơn rồi. Bà quýnh hoài đi. Bà quánh ghét không còn gì hết. Má mới đem cái bàn thờ tổ vậy đó. Bà quánh đi. Bà mai mốt bà cầm luôn phải không? Thôi nín đi. Nói tào lao không à. Nhậu hoài. Nhậu tại vì tôi buồn chứ bộ. Tại vì hát không được, nghỉ hát chứ ai làm gì ông bà ông buồn. Hả? Ông buồn rồi ông làm gì tôi? Không đưa tiền chợ nữa. Cái gì? Không đưa tiền chợ nữa. Không đưa tiền chợ? Ừ. Không đưa nhịn đói. Tôi không có tiền đâu đi chợ cho ông. Mày nhát gì vậy? Nhát gì kệ tôi. Ghê coi. Đưa gì?
Đưa cái quần. Tự nhiên lấy quần cho làm gì? Để đưa đây. Làm gì? Đưa không? Gì vậy? Để đưa đây. Không, không làm vậy. Trời ơi, bó người ta, bó đàn xóm, bó quỷ ban, bó hội phụ nữ, trai ai đâu mà hồn hồn lãm, bó bánh tôi hôn đầu chảy máu. Tôi quánh bà nào mà la dữ vậy? Tôi phải la trước chứ la ông quánh rồi tôi la gì kịp. Bà nghĩ sao vậy? Tướng bà tôi đâu cần quánh. Hả? Bà nè. Hả? Cái vụ mà nhét tiền này, hả? Bà nhét tiền vô trong người bà đi. Hả? Bởi cái con vi trùng vi rút á, nó ăn vô người bà, nó sẽ làm cho bà bị một căn bệnh. Bệnh gì? Ebola. Tiền là polymer ông nội. Bữa đây tôi cất cho, tôi bệnh tôi chịu. Thôi mệt quá, không nói nhiều đó. Bà nói với má đó, đưa về đoàn hát đi. Bà ở đây mà tôi chịu đâu có nổi, đâu sao nổi. Khùng quá, nói gì tầm bậy tầm. Ơ má, má coi cơm chín vô dọn cơm ăn. Đưa bà về đoàn hát đi. Vô trong đó bụng quá, đó bụng quá đi coi cơm chín vô dọn cơm ăn má. Vô má. Đi về đi, tôi không nói. Ông nín chưa? Ông nói sùm má nghe làm sao hả? Ông nói tào lao một hồi làm cái bẹp là số 39 này in vô mặt ông rồi đừng nói sao tôi hổn nha. Trời ơi, má ở đây hao tốn bao nhiêu mà nói kỳ cục vậy? Biết là không hao tốn nhiêu mà tôi lo không có nổi. Chứ tôi hỏi bà nè, hồi đó hai chồng có ăn thì ăn, không ăn nhịn. Giờ tôi nhiên dẫn mới về đi, mỗi ngày đi chợ tốn 15.000. Trời ơi, tào lao đó mà, nó tầm bậy đó mà. Nín đi, má nghe cái là chết đó. Đưa bà về đoàn hát đi, lo không có nổi. Nói với bà là đi về đoàn hát đi. Nói. Con mời má ăn cơm. Đưa bà về bà làm sư trưởng luôn. Còn tôi chủ nhà coi không ra gì hết. Dạ thưa cha, con mời cha ăn cơm. Kêu bà bằng má, kêu tôi bằng cha. Ngoài ta nghe ta cách đôi tưởng đâu là tôi bà. Xin lỗi ông nội, con mời ông nội vô ăn cơm. Ông nội vô ăn cơm, con đi ông nội, ông nội. Kêu. Nó kêu tôi ông nội, hình như nó dí tôi giống như ông già chồng của má nó vậy đó. Mình, em mời mình vô ăn cơm. Mình vô anh lẹ giùm em đi để nha anh tàn cối lạnh. Mình nghe nó ngọt không? Nó đã có lỗ tai vậy. Má ăn đồ ăn đi má, ngày nào má cũng ăn cơm không á sao chịu nổi. Cho ăn miếng canh vô nè má. Ủa, thiệt. Biết xưa ăn giống gì mà lấy bả rồi chứ. Lấy về càng ngày càng xấu chút. Xấu chút. Giờ ghiết lên mâm cơm nhìn mặt hết muốn ăn thịt chuột. Vậy mới cứ như mặt của ông. Cái đứa ăn nhậu của ông đó. Bây giờ ông nhìn coi ông còn ra dáng nghệ tỷ không. Ông giờ ông coi kìa. Hả? Nên nó chuyện không có chỉ trỏ. Chỉ trỏ là lần sau ông làm dữ vậy. Phải nói chuyện lịch sự đàng hoàng. Lịch sự gì hả? Ông đi ăn nhậu tối ngày, ông về ông kiếm chuyện vừa phải rồi nha. Từ ngày mà về đây đến bây giờ không có tiền là càng ra cái lộn. Nên ăn cơm cũng chặt tự bực bội. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, kèo ơi là kèo. Cái gì? Cơm gì đâu mà hộp sống, hộp chín sao ăn? Trời ơi, ăn giùm cái như má nó. Nói gì? Má nấu thì nói má nấu. Trời ơi, thì... Thì gì? Tại sao bà không nấu? Trời ơi, thì tôi mắc... Điện bài phải không? Ông ăn nhậu được, thì tôi đánh bài được, mắc ngớ gì? Hả? Nên nói chuyện là đàng hoàng, không có chỉ trỏ bực bội nghe, đàng hoàng lịch sự. Ăn cơm đi. Thì thường ngày má nấu ông cũng ăn được vậy, ăn đỡ đi sao vậy? Nhưng mà tôi không được. Ăn không được thì thôi. Thôi. Thấy nhịn làm tới. Dạ. Không ăn cơm nữa. Giờ ra ngoài đường. Cơm má đủ mấy nhậu mà. Nhậu tiếp. Trời ơi. Chết đi. Đi chết đi. Bảo hiểm muôn năm. Tâm hả? Đây. Đi luôn đi. Má. Kệ ông đi má. Làm ăn ông được cái ông nhậu ghét ông vậy chứ ông không có nghĩ cái gì hết đó. Má đừng có buồn má. Con nói thiệt với má, con mấy đứa nhỏ rồi chứ không có tụi nó con tự giận con chết cho rồi.
con sống không có nổi với cái cảnh này đâu. Cơm đổ dơ hết rồi má đừng có ăn nữa. Ăn không có được đâu. Má rằng sao con còn mắm gì không, má ăn đỡ đi. Con đi ra ngoài ngõ con kiếm tô hủ tiếu gì con ăn đỡ cũng được. Ông Hùng ơi, ông ác quá đi ông Hùng ơi. Kiều ơi, chắc má phải đi thôi con ơi. Con lại tội nghiệp thành ông đi theo. Má đi đây con ơi. Má ơi, con biết lỗi của con rồi má. Ông Hùng á má, nãy ông nhậu xỉn quá, ông đi ra ngoài đường, ông té xuống ao cá dồ. Bây giờ ông tỉnh rượu rồi, con chửi ông quá trời luôn. Con nói ông hỗn hào với má. Ông nói với con là ông không biết ông nói cái gì luôn á má. Trời đất ơi, má ông tả trời ơi, ông báo vô quần luôn kìa má. Má hai, ông bầu. Ủa, à, sao đòn rã rồi mà ông còn xuống đây chi vậy ông bầu? Chuyện đó từ từ tính đi má. Bây giờ nè, tôi nghe nói ở đây á là ông Hùng với bà Kiều, bà đánh bài ông ăn nhậu dữ lắm phải không? Bữa nay á là đòn con cũng sắp lên đèn rồi, nên hôm nay á con xuống đầu tiên là con xin thỉnh bàn thờ tổ về với đòn. Dạ. Sau đó thì con mời má hai về với đòn con, rồi má hai phụ con nấu cơm cho anh em nghệ sĩ. Dạ nhưng còn ông Hùng với bà Kiều á, ở đây có tôi nè, có má hai nè, nói cái lời nào nghe cho nó được chút coi. Quỳ xuống con xin lỗi má. Má bỏ qua cho con lại má. Từ đây tu tỉnh làm ăn, để làm nghề là quý rồi. Dạ. Má không có chấp đâu con. Ông bầu ơi, nói như vậy là đoàn hát mình sắp diễn lại ha ông bầu? Đúng rồi, hôm nay con xuống mời gia đình về đoàn hát với con. Vậy, vậy là con đi chung đoàn với má rồi. Ủa vậy con đi chung đoàn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn ông bầu. Cảm ơn ông bầu nhiều lắm. Ngày xưa, ngày xưa, tại vương quốc Ai Cập quyền bí hơn 3.000 năm trước, đã xảy ra một vụ án hết sức kỳ lạ. Tương truyền rằng có một vị pha ra ông lên ngôi đã lâu, nhưng mọi quyền hành đều nằm trong tay tể tướng Imhotep. Hắn ta đã giam lỏng đức vua trong hoàng cung là mùi hình để dễ dàng táp quai táp quái. Và điều kỳ lạ là chỉ sau một đêm nọ, đức vua đã lấy lại toàn bộ quyền lực và trừng trị tên gian thần một cách thích đáng. Điều gì đi... Thôi đi. Lòng ta đang rối rắm mà các ngươi cứ muốn rề rề rời rạc làm ta rầu rĩ. Ta thấy mình bị rẻ rúng. Anh ta làm gì vậy? Rung rảy vô hết. Minh họa thô thiển. Trời ơi, ta là vua mà tại sao quyền lực nằm hết trong tay tể tướng Imhotep? Ta có phải là bù nhìn đâu mà suốt ngày cứ xem các ngươi múa hát quay cuồng vậy. Đường đường ta là một pha ra ông. Nè nè nè, bớt tung qua lại giùm đi. Ta không phải là pha ra bà. Trời ơi, ta căm ghét tên Imhotep quá. Tại sao lại giam lỏng ta như thế này? Đúng, hắn ta thật là to gan. Khi quân phạm thượng. Chuyên quyền độc đoán, thật là quá đáng. Quá đáng, quá đáng, quá đáng. Chửi hay lắm, chửi hay lắm. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau hợp lực tiêu diệt Imhotep. Dạ. Thôi bỏ đi. Trời ơi, sao có người hèn quá vậy? Bây giờ muốn ta hoàng hồn. Thôi, lùi hết đi, chúng ta ra. Hả? À không, dạ hết đi, cho ta lui. Hả? Ai ra thì ra, ai lui thì lui. Hả? Đi giùm tôi cái đi. À dạ. Trời ơi.
Chỉ vừa mới đây thôi, không khí còn rần rần rộ rộ, đông vui như ngày hội. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình ta, một ông hoàng sân khấu chuyên làm trì tiết tấu. Ta biết làm sao cho hài hước bây giờ. Thôi, đi vô đi cho nó lành. Xin xin ngát xanh, giấc tung tăng trên lá xanh. Mỗi em trong giấc tươi xinh. Đùa vui bên khóm hoa, gió lên lay cánh bướm xa. Lòng em mê si thướt tha bước. Ta có tiểu tử hả mà mở nhạc Hoàng Châu Công Chúa vậy? Ngày hôm nay ta đã vô được hoàng cung này rồi, chắc chắn sau khi ra đây ta sẽ đổi đời. Vậy bây giờ không còn chần chừ nữa, ta sẽ đi kiếm những báu vật trong hoàng cung này. Một cái rương, chắc chắn trong cái rương này sẽ rất là nhiều vàng bạc và châu báu. Buồn buồn đãi cát tìm vàng, đãi nhầm cục ấy buồn ơi là buồn. Thật là dễ thương, thật là đáng yêu. Đây chắc chắn là cái nón bằng vàng. Ôi, đẹp quá. Cái nón thật là dễ thương và đáng yêu. Ở bên ngoài mà có cái nón vàng này, chắc chắn bên trong sẽ còn nhiều thứ quý giá hơn nữa. Bạn nón ơi, bây giờ bạn ở đây nha, để mình vô trỏng, mình lấy nhiều món đồ ra nữa, rồi chúng ta cùng về nha bạn nón. Vô mánh rồi. À ha, đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi này. À ha ha, đẹp xinh. À ha ha, ô hô, cái mô. Trời ơi, em ở đây mà anh tìm em nãy giờ. Ủa, cái rương này ai để đây? Trời ơi, sao đồ đạc tới lung tung vậy nè. Không được rồi, à, ta biết rồi. Các em nóng nực quá, nên ra đây hóng mát trước khi đi ngủ phải không? Được rồi, theo anh để lại vị trí cũ nha. À, trời ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau chúc bầu tâm sự nha. Ta làm được cái xa rơi thật là đẹp rồi. Bây giờ cái xa rơi này mà đội chung cái nón này bá cháy bù chét luôn. Ủa, cái nón của ta đâu rồi? Mọi người thấy cái nón của em đâu không? Không thấy. Bên đây có ai thấy nón của em không? Thôi thổi nói này lộ kịch hết. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái áo của ta chưa kịp chúc bầu tâm sự mà cái áo đã mất tiêu rồi. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái áo của ta đâu rồi? Trời ơi, của ta đâu rồi? Cái áo của ta. Ê bạn ơi, bạn có thấy cái nón của mình đâu không? Không, bạn ơi, bạn có thấy cái áo của mình đâu không? Thấy chết liền đó. Tìm đi. Ê. Không quen. Ê! Ê! Không quen luôn. Đứng lại! Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Câu đó ta hỏi người mới đúng đó. Ngươi là ai? Nhìn ta như vậy, chắc ngươi cũng đủ biết. Ta chính là... ăn trộm! Ăn trộm đúng không? Ta là ăn trộm! Ta thật không ngờ ngày hôm nay ta vô ta ăn trộm mà gặp hả đồng bọn của ta. Thôi được rồi, bây giờ nước mắm không phạm nước mía. Cái gì vậy? Gì câu gì của anh rồi? Nước sông nước giếng. Đúng rồi, nước sông không phạm nước giếng. Ừ. Bây giờ người ở bên phần giếng của ngươi ngăn trộm. Ừ. Còn ta bên phần sông của ta ăn trộm. Đi. Đứng lại. Gì nữa? Tại sao ngươi lại dám lấy vàng bạc trong này? Muốn thoát khỏi nơi này thì phải bước qua xác của ta trước đã. Được. Ngươi muốn thách đấu với ta đúng không? Phải. Được. Đấy ta kia. Hãy rút kiếm ra để cùng ta phân tài nhau hả? Nếu người chịu đấu cùng ta thì ta sẽ đấu cùng người. Để ta suy nghĩ lại. Nếu người muốn đấu cùng ta thì ta sẽ cùng người phân tài cao hả? Còn chân chơi gì mà không rút kiếm ra để vào đấu cùng ta? Đồng ý. Ha, ta đã rút kiếm ra rồi, sao người chưa chịu rút ra? Ta cũng rút ra rồi mà nó không chịu ra. Ta sẽ giúp một tay để gọi là tương trợ. Ta cầm kiếm giùm ngươi, ngươi rút kiếm giùm ta. Được rồi, rút nè. Ngày hôm nay ta với ngươi sẽ chiến đấu. Một con một mất. Được. Trên sóng truyền hình, bớt bớt bạo lực. Yeah, me, chặt thịt bò, nghe điện thoại. Alo,
đâu. Không có gì. Cấp máy. Thì tắn cái bút. Mày tắn tao, tao tắn mày. Đau quá, tao tắn lại. Tao tắn luôn. Nghỉ chơi. Bo bo xây. Nghỉ thi. Nếu nghỉ thi đền 2 tỷ. Ê con quỷ, chơi lại đi. Bạn ơi. Thằng ai nấy lo. Tử. Dám hắn ăn. Chết à. Trời ơi. Chàng như gió. Không thể tin vào mắt mình được. Nghe nè. Dạ dạ. Chuyện này là bí mật nghe chưa? Dạ. Không được bật mí cho ai nghe không? Dạ. Thần xin hứa, thần không kể ai nghe đâu. Ừ. Mọi người ơi. Cả bạn cũng biết hết luôn rồi. Được vua. Hey. Chuyện gì? Nô tì có lỗi. Thôi. Đủ rồi. Chưa tán đã. Để ta. Trời ơi, Đức Vua, ngài rảnh không? Rảnh. Tán lại cái đi. Ừ. Đẹp rồi nè. Đức Vua. Ừ. Không biết, không có lỗi. Dạ. Ta miễn lễ. Cái tội của ngươi á, mà ở đây là bị xử luật chết. Vậy hả Đức Vua? Nhưng mà, ngay lúc này, trong hoàn cảnh này, ở vào địa vị của ta, ta vui lắm. Dạ. Gì kỳ vậy? Ừ. Ăn trộm vô nhà mình vui kỳ vậy? Giờ mới buồn nè. Đức Vua ơi, ngài sao vậy? Ngươi nhìn đi, chiếc ngai vàng này nè, nó là niềm mơ ước của tất cả bao người, cho nên là không ngoại lệ. Với tên tể tướng Imhotep từ ngày ta đăng quang, à không, đăng cơ mới đúng. Tên Imhotep ngày càng căm ghét và thù hận ta, hắn âm mưu tạo phản và cướp hết mọi quyền hành. Trời ơi, ta giờ đây khác nào là một tên nô lệ. Ngươi nhìn đi. Ngươi như vậy nè mà hạnh phúc hơn ta. Bởi vì ngươi có sự tự do đó. Đức Vua ơi, tại sao ngài không bỏ trốn đi? Không thể được. Vì Imhotep đã chế tạo ra một loại thuốc vô cùng kỳ lạ, có tên là ngũ dị hương. Nếu ai mà lỡ ngửi vào, thần kinh sẽ bị tê liệt, không làm chủ được bản thân. Và ta bị lậm thuốc rồi. Có trốn ra, ta cũng tự mò về thôi. Ngũ dị hương. Ừ. Có phải là loại này không? Lạ lắm nha. Hình như trong ngũ dị hương có chất dưỡng da trọng á. Da sạch căng mà không bị khô. Thậm chí trước đây chỗ khô này nè giờ láng luôn. Nhìn đi. Ông xã của em nói á, để dành ngũ dị hương cho em tắm. Nói vậy thôi chứ biết đâu mai mốt ông cũng tắm nữa. Hết quảng cáo. Tên ăn trộm. Có phải loại này không? Tại sao ngươi có? Để Đức Vua quên là thần là ăn trộm. Chuyện gì thần không làm được chứ? Thôi, tao không tin đâu, đồ giả. Đây đi, em say lưng đi quá. Chàng ơi, baby, đến đây. Baby, đến đây nào. Baby, baby. Đại tướng Imhotep cầu kiến. Không kịp rồi. Imhotep. Được rồi. Mua, 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 mua. Được rồi. Tại sao mày lì quá vậy? Nói bao nhiêu lần rồi ngài cũng không nghe ta là sao hả? Nè, ngài là con người chứ không phải con trâu đâu mà lì quá vậy hả? Tại sao dám giao du với kẻ xấu? Cái tên ở đâu? Cái tên đó đâu? Ta đây. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là không hay vui là không. Hết thuốc thấm rồi. Ta đây. Nè, cái tên kia, tại sao ngươi dám cả gan đột nhập vào hoàng cung? À, thì ra ngươi là tể tướng Imhotep đúng không? Phải. Một tên chuyên cầm quyền ăn hiếp mọi người đúng không? Được, à. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt nhà ngươi. Tên này bố láo thật. Quên mấy đâu? À, chém không? Nếu phải chém, người đáng chém nhất chính là ngươi. Đức Vua, ngươi quá lắm rồi. Tên kia, ngươi phải chết. À. Đức Vua ơi, hắn tỉnh lại rồi. Trời ơi. Người dám lấy thuốc của ta trả đây. Là tên đẹp, Mèo mới là tên chính. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn. Lúc nhỏ, tôi cứ tưởng Sài Gòn chỉ gói gọn trong vài con hẻm nhỏ, cây bùng binh,
hay cái chợ gần nhà. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi biết rằng Sài Gòn nó cũng đang lớn dần theo tôi. Nó rộng lớn đến mức mà người Sài Gòn như tôi vẫn thường xuyên bị lạc lối. Nó rộng lớn đến nỗi Hôm ấy mưa răng răng trên phố, và tôi lạc và tôi vô tình lạc vào con sớm nhỏ đầy tình người. Và cái tình cha mát như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Và các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi lại hát bài tình cha. Vì cái bài tình cha để nó mang đậm bản sắc trữ tình nhạc bolero. Và câu chuyện mà tôi muốn kể cho quý vị nghe ngay sau đây được mang tên Tình Bolero. Đêm nay vắng tanh, sao hát mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xuyên áo ơi, mưa chẳng yêu kịp sống mong manh, lại lôi qua buông lối quanh, gặp ghen đường đê tối tăm, gặp ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bụi ngồn. Ngày mềm tiếng hát ngân nga, nhớ lời mẹ hèn râu thiết tha, không gian tím ngắt bao la, như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm buồn. Đời gì không, tình thương không, yêu thương té răng, lẫm hàm răng. Ai là giọng hát của ai? Xin chào tất cả mọi người tưởng tôi là một người đàn ông đua xe hả? Thiệt ra tôi chỉ là một người phụ nữ thôi, chứ là một bà già thôi à. Trời ơi, bà nội ơi là bà nội. Ai mày? Tao nói rồi nghe mày, mày không được kêu tao là bà nội, chị mà kêu... mày phải kêu tao với một cái danh hiệu mà bà con trong xóm giềng đặt cho tao. Là cái gì? Nữ hoàng nội y. Trời đất ơi. Rồi, nữ hoàng nội tôi qua đây ngồi giùm tôi đi nè. Trời ơi, trời trời, mệt quá trời mệt, đi chạy xe về đuối quá mày ơi. Trời ơi, mệt lắm hả má? Ồ, đuối quá. Rồi, làm đây. Miếng bia chơi. Trời ơi, mạnh mẽ vậy. Rồi rồi thôi. Rồi nữ hoàng nội tôi nay chạy xe làm sao? Nói chung là đi chạy sáng giờ á. Nói chung vẫn ế như mọi ngày, cho nên tao quyết định tao chuyển qua tao làm shipper. À, đi giao hàng á hả? Shipper mấy cái micro á, để cho người ta hát mà nó có cái loa phát ra luôn đó. Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi giao được không? Nói chung hôm nay giao 2 cây bể, 1 cây đền, 1 cây. Trời ơi, rồi sao? Rồi tiền đâu đền ta? Thì lấy cái tiền đi shipper đền đó. Trời đất ơi, rồi chạy làm chi vậy trời? Thật ra làm cho vui thôi, chứ quyết đoán cuối năm tao lỗ mà. Trời ơi, má ơi, con nói má rồi, già thì kiếm nghề khác làm đi, chạy xe ôm chứ cho nó cực vậy. Không có được. Sao vậy? Tao phải làm cái nghề này là bởi vì từ khi tao bén duyên với cái ngành vận tải á, hồi xưa tao không có chạy xe như vậy. Mà hồi xưa tao đi chở nước đá. Đâu đó bị bắt cũng vài lần. Sao vậy? Tại không có bảng số. Trời ơi. Rồi tao mới dùng tất cả các mối quan hệ tao có được, tao mới đi chạy ra được cái bảng số. Sau đó tao đi chở ga. Trời ơi, rồi chở được không? Từ sáng tới tối chở được 1 bình. Sao xui vậy nội? Bị bình ga nó nặng hơn tao. Rồi tao mới quyết định bỏ nghề chở ga, bán chiếc xe không có bảng số đó. Tao mới qua tao mua chiếc xe 3 bánh để tao chở xà bần. Trời ơi. Nhưng mà bà con trong xóm nhìn vô tưởng xà bần đang chở tao không. Quyết định bán luôn chiếc xe đó luôn, quay về mua chiếc xe không bảng số, chạy shipper tới giờ. Trời đất ơi. Bởi vậy, tụi bay thấy không? Để có được một cái thành công sụp sệ như ngày hôm nay là tao đã trải qua con đường rất là chông gai rồi đó. Hay quá má ơi, uống cái nè. Chớ phụ đây nè. Không muốn hát gì thôi. Trời ơi. Thôi vậy. Phải nghe nè. Vậy. Hôm nay á, đi giao mi go. Gì tự nhiên vui ngang vậy? Vui lắm. Vậy chứ thật ra tao đang rất là buồn á. Thôi mày. Buồn cái đờm đờm. Bởi vậy đâu phải chủ đề bolero là lợi dụng âm nhạc hả mày?
Không phải con có một nét nhạc để cho má dễ kể chuyện đó mà. Đờn còn đờn nhét. Tưởng tao không biết hả? Hôm nay á, tao mua cái cây miro này. Dạ. Tao tặng cho cháu tao. À. Cháu tao làm tấu mì á. Dạ. Hôm nay nó đi thi chương trình solo cùng Bolero. Rồi. Hôm nay là đêm chung kết nè. Rồi. Để nếu như á, mà nó đoạt giải hôm nay á, thì cái cây miro này là hành trang để nó đi vào con đường nghệ thuật. Nếu như mà nó rớt á, dạ, thì cây miro này hành trang nó đi bán kẹo kéo. Hả? Trời ơi trời, tính xa vậy luôn á. Vậy đi, cho có nghề. Đây nè, mới mua cây miro nè. Đẹp quá vậy. Đây nè, mày tết, tết mi giùm tao đi. Vô. Vùng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây trên má em đây. Đẹp tựa như lá me bay đến tình anh cho thầy. Ghê quá má ơi. Mày hát về tao rồi tao cười chứ mày làm gì mà nói ghê. Cái má của má sể trơn kìa. Thôi mày đừng có hát bài này, tao không thích bài này đâu. Bây giờ mày mở một cái bài nhạc gì đó ca ngợi sắc đẹp tao lên coi. Rồi rồi, ca ngợi sắc đẹp luôn rồi. Rồi. Hey. Em năm nay 22 nhưng em hơi lo lắng cho tương lai. Em tuy không mê trai nhưng lâu lâu em cũng muốn có một tình dắt dài. Tiền nước em cũng đủ xài mà sao em cứ ấy hey. Ai? Đó. Anh kìa, trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi. Bung nút tao rồi. Trời ơi, à, vậy chứ. Không trời hát bài ơi này đâu. Bài này không hợp lứa tuổi tao. Lứa tuổi của tao là phải hát bài mà người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá. Cho mượn cái nón lá coi bà thím. Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng người sao lưu luyến quá. Hẹn lại một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Nội nội nội, nội hát xong chưa nội? Hát xong rồi. Cho con mượn cái nón đi bán đi nội. Vậy thôi đó hả? Ừ. Làm mặt hai tiếng hồi xuất hiện chỉ được 2 phút đi nội ơi. Buồn số phận quá. Ai không bị lộn không? Không bị lộn nè. Không bị lộn nè, không bị lộn. Thân hình thì thật là tràn trề mà xuất hiện thật là ngắn ngủi ha. À. Bình thường thôi con. Ý rằng là canh giờ này ba hát người đi ngang cho giật cái nón gì đó. Mà mới hát cái chiếc nón lá mà bị giật nón rồi đó con. Chứ hát cái áo là bắt đầu. Chiếc áo bà chạy đi con ơi, con chạy đi. Rồi xong bà chạy tét cái áo bà luôn. Trời rồi. Trời ơi. Gì vậy? Cái gì nữa vậy? Gì vậy? Nội nội mới hát gì nội? Chiếc áo bà ba. Con cho nội mượn nè. Thôi được rồi đi. Thôi đi. Trời ơi. Trời ơi trời à. Trời ơi tôi nhớ cái sớm rồi đâu phải sớm lò heo đâu trời. Trời ơi. Thôi hát hoài bài này mệt quá mày ơi. Thôi ngồi xuống đây nghỉ đi, hát hò hoài nên... À mà cũng vui. Gì vui hoài. Thật ra tao đang rất là buồn. Tao đang buồn dữ lắm á. Trời. Mày biết tại sao không? Tại sao? Tại vì cái ngành nghề xe ôm tao đang bị ảnh hưởng rất lớn. Không biết có một thế lực đen tối nào đó đã đang muốn giành khách với tao. Tao đang rất buồn à. Nhưng mà tao vẫn còn một người khách hàng thân thiết cuối cùng. Một cái người đi xe ôm tao 20 năm rồi mà tao sắp cấp cho một cái thẻ kêu bằng thẻ membership. Gì? Gì? Mày không có đi siêu thị hả? Thẻ thành viên đó. Nói chuyện là biết cái mặt không có đi siêu thị, cái mặt mày chợ quá hả? Mắc cười quá ai mà biết đâu. Chợ chồng hởm luôn đó thấy không? Bực bội ha. Bây giờ cái người khách cuối cùng của tao là ai? Là ông Bảy. Đi làm nghe. Rồi tôi chạy cẩn thận đi. Lên xe nè. Đi nè. Tôi không đi xe ôm của bà đâu. Tôi đi xe online rẻ hơn bà 5.000. Vậy là tao mất luôn người khách cuối cùng rồi đó. Ờ. Trời ơi. Vậy tự nhiên cười. Thật ra tao đang rất là buồn. Buồn không phải ở đây, là vì ổng mất khách của tao. Tao buồn là bởi vì thằng cha này phản bội. Phản bội gì? Người ta thương bà nội 20 năm. Tại bà nội không chịu với bộ. Thì đó. Tao đã tính rồi. Tại thằng cha này không biết kiên nhẫn. Tao đến vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của tao à. Khi tao thổi ngọn nến cuối cùng tao đồng ý lấy ổng đó. Trời ơi, thổi xong rồi hai người chung vô hòm nằm hả? Mày im đi, mày ăn nó không có duyên. Bởi mày yêu thầm con tao rồi hồi nó còn nhỏ. Bây giờ nó lớn lên nó lấy vợ rồi đẻ con. Nó chết luôn rồi mà mày vẫn không đến được với nó hả? Cười gì mà cười? Má, sao má giặt áo cho người xem lưng vậy? Thôi mày nín đi, để tao hát tiếp coi. À, buồn quá. Ân tình tựa đầy phai phôi. Chỉ còn lại dư âm thôi. Người ta bỏ đi à, thật rồi à. Người đã quên đi
vô nước biển, vô nước biển, vô nước biển, bà nội đi ơi, vô nước biển, trời ơi, nước biển đi. Ông. Xa nhau thật rồi. Ông nghỉ luôn đi, nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Sao vậy? Ôi à, má đó hát một cái tông, không có cái tông nào vô cái tông nào, con muốn tông vô vách luôn á má. Vậy thôi khỏi hát nữa đi. Ừ, nghĩ đi, đừng hát. Để dành mi cho con mi nó về nó hát đi. Đúng rồi. Ơi. Hay da. Ông ơi, ông đặt xe giáo đúng không? Đúng rồi. Dạ, con mời ông lên xe. Mày bước xuống xe. Ơi. Gì vậy? Bước xuống cạch tay đâu với tao nè. Vậy trời, muốn có là hại tao không cạch tay đâu vậy trời. Tụi bay xuất ra. Ok. Có chuyện gì vậy bà? Tụi bay sắp vô. Sao vậy? Nó bự quá. Trời ơi. Không phải tao sợ nó bự đâu. Thật ra tao đánh lộn nó sợ cô đơn. Trời ơi bà nội, đánh lộn cạch tay đôi mà sợ cô đơn. Không, tao cạch tay đôi tao quy định bên phe tao phải 5 người đổ lên á. Dạ à, thôi nghe. Bà có gì vậy bà? Sao? Má, dạ. Tại sao mày muốn về tao? Hả? Mày muốn gì? Mày dạy vô. Tao phải đánh mày mới vô. Bà nội tới lên bà. Nước biển kìa. Trời ơi. Tiểu kìa là con đứa. Biển nó xỉu bây giờ đi nè. Đó. Thôi nghe trời bà ơi, bình tĩnh lại đi. Tại sao một tuần lễ này mày giành khách với tao? Tao không còn một người khách nào hết. Ông Bảy là người khách cuối cùng mà cũng giành luôn là sao? Không có, chắc là bà hiểu lầm con rồi. Mọi người hãy ngồi xuống ghế đi, nghe con nói nè. Cuộc sống này ai cũng lo cơm áo gạo tiền. Bà chạy xe ôm, con cũng chạy xe ôm online. Bà cần tiền, con cũng cần tiền. Bà nuôi gia đình, con cũng nuôi gia đình mà bà. Con cũng cực khổ lắm bà ơi. Bà chạy tư nhân thì còn đỡ, con chạy cho công ty cuối tháng còn phải trả phần trăm nữa đó bà. Nhưng mà được cái an toàn, tại vì con được tập huấn một lớp là xử lý tình huống xấu khi chở khách, rồi con biết người khách đó như thế nào, rồi đi đâu đến đâu và về đâu nữa đó bà. Con đang cố gắng có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, công bằng dân chủ dân minh, và góp phần xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Nào, chúng ta hãy cùng nhau làm điều đó. Sĩ cho tao hỏi thăm coi. Dạ. Thằng này ở đâu ra sao nó nói chuyện sặc mùi phường khóm vậy? Dạ, con là tuyên truyền viên xuất sắc của khóm 3 phường 7. Ai mày? Dạ. Tự nhiên đi tuyên truyền mở nhạc bóng đá vậy mày? Mở cho không khí. Tào lao không à. Thôi mà nó nói vậy tao thấy cũng phải đó. Dạ. Cảm ơn lời nói của chú ba tổ trưởng. Dạ. Tôi đồng ý đi nghĩa vụ quân sự á. Dạ. Cái vậy tôi chỉ đi nghĩa vụ quân sự tụi bay. Ôi chú ôm, xe ôm. Đi. Tao chưa nói mà mày nhảy vô hoài à. Tao đang nói là cái nó đợi nó nói tao cái gì. Làm cái gì? Dạ, xin tôi đi nghĩa vụ quân sự là tao tưởng đâu nó thuyết phục tao đi nghĩa vụ quân sự. Trời ơi. Làm loạn à. Dạ, dạ. Xe ôm nè. Con là xe ôm. Tao biết rồi. Dạ. Mày khéo đúng không? Dạ. Bà ơi, trời ơi, nói tới mày vậy khéo đúng không? Dạ, dạ. Tao xin lỗi mày. Dạ. Tại vì đánh bà nắm quá. Bà thấy mày giành khách với bà. Bà mới đổ cái bô lên 2 triệu mà bây giờ không có khách đi. Dạ. Buồn quá trời buồn trong lòng. Dạ. Hay da thiệt tình bây giờ thôi. Giờ dạ. Hiểu được con cũng hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thôi mày khách mày cứ chở đi. Dạ, dạ. Nói chung là tao đói tao vẫn đói. Vậy đi. Cho vui là được rồi. Thôi chú ba tổ trưởng về phường làm việc đi nha. Dạ. Con thấy mọi người ở đây vui vẻ quá. Cho con ở đây lại chia sẻ vài điều nhé. Ở đây chơi hả? Dạ. Ngồi chơi. Dạ, dạ, dạ. Sống vui vẻ lắm. Dạ, dạ, dạ. Nói chơi, ngồi đây chơi chứ. Cái dạ. Chiếc xe để không, phải không? Dạ. Mượn chìa khóa đi. Dạ, dạ. Tự chạy luôn đi cha. Dạ. Nhớ đổ xăng cho nhỏ. Dạ. Cứ chạy xe cẩn thận à. Dạ. Rồi. Ây cha. Rồi vô cái nè. Chết rồi mày. Cái gì vậy? Tới giờ rồi. Giờ gì? Solo cùng Bolero. Anh tới giờ trực tiếp hả? Tố Mỹ nó thi đó. Bây giờ coi bằng cái gì? Coi bằng TV. TV mày đâu? Sao nè. Nằm xuống coi. Ủa? Cái này cười xuống Việt. Gia Bảo kìa, tao thích lắm á. Bắt qua đi, bắt qua đi. Thôi coi Gia Bảo đi, tao thích. Lát về mua đĩa coi sao. À bye bye anh Gia Bảo coi sao nha. Qua Tố Mỹ nè. Cháu tao đó mày. Đẹp quá. Cái đầm đẹp không? Dạ đẹp. Cái đầm đó tao dẫn nó đi mua chợ Sáu Trình Lâm á. Dạ. Ra nói chịu hai, tao chạy 120 tao bán hai cái luôn á. Trời ơi dễ được. Đó. Dạ. Ồn quá sao coi được, im lặng đi má. À thôi coi TV này mỏi quá mày ơi. Nó vậy. Tắt đi. Dạ, sao vậy? TV này coi mỏi lưng quá. Tắt đi. Coi TV của tao nè. Có TV luôn. Tao mới mua cái TV hay lắm. Chờ tao chút xíu nha. Ờ. Dạ vậy.
Coi coi. Ai muốn xem TV? Trời ơi, hãy đến nhà của tôi. Đây. Đẹp không? Đây là cái TV thông minh á mà chồng tôi để lại cho tôi được năm 1920 á. Trời ơi, năm 1920 tới giờ mà bà kêu thông minh đó. Thông minh ở cái chỗ là 9 giờ tối muốn coi thì 3 giờ chiều phải tra tấn đánh đập hành hạ nó đau quá nó mới hát cho coi. À rồi hiểu rồi. Hay lắm đó. Dạ. Cái TV này hôm bữa trước á, tôi đang coi đá banh. Vậy mà cầu thủ chạy hàng trước mà cái trái banh chạy hàng sau đó. Rồi sao? Sao vậy? Nó bị lỗi cục màu. À. Cái tôi mới nhờ hay lắm, TV trực tuyến mà. Tôi mới nhảy vô trong cái màn hình, tôi lấy trái banh tôi để trên trước cho cầu thủ đá tiếp á. Ồ hay quá. Nói cho nghe nè, bữa vừa rồi tôi coi trận đá banh nữa. Rồi. Trời ơi, thủ môn á tự nhiên không biết sao bị trọng tài cho thẻ đỏ thủ môn đội nhà. Tôi tức quá tôi nhảy vô, tôi giật cái thẻ đỏ tôi xé tôi đi ra luôn đó. Chính dữ mà. Dạ. Bây giờ á, còn coi thời sự. Trời ơi, vậy vợ của My nó hát. À coi My hát hả? Bật TV coi My hát nha. Rồi. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá em ơi. Người đi đi ngoài phố. Cái son nó hơi bị lem. Nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố. Bóng dáng xưa mịt. Ngày xưa đã hết rồi. Hay quá em ơi. Người đi ngoài phố. Người đi ngoài pháo đó. Bỡ ngỡ bờ vơ. Người đi đi ngoài phố. Mấy dấu chân lạc lối. Hình bóng của người yêu xưa. Còn đâu có đâu. Tình duyên. Và xin chúc mừng ca sĩ Tú My đã trở thành á quân của chương trình solo cùng Bolero. Hay quá, của tôi. Hay quá. Trời ơi, trời ơi, con được á quân rồi trời ơi. Ê, chạy vô cái chị ơi. À, hay quá con ơi. Đi về mừng với sớm lành con ơi. Trời ơi, Tú My về kìa. Đây rồi. Sớm lành mình mừng không? Dạ rồi. My ơi, dạ nè. My ơi, mai về phường anh hát cho My. Dạ nè. My. Bây giờ cháu tao là ngôi sao rồi. Xin ra. Trời ơi, mày thôi được giải mày rồi. Tụi bay muốn lại gần cháu tao phải để tao rà coi tụi bay có bơm trong người không cái đó. Dạ. À phải xếp hàng á phải không má? Xếp hàng vô chứ. Mày đi ngang sao? Ủa con lụng con đứng trước đúng rồi. Tao xét từ mập đó ốm. Trời ơi. Con ốm nhất bà nội. Mày vẫn chưa phải là người ốm nhất. Xích vô. Ra đây tôi xét cái chị ơi. Rồi sáng sao mà chị vô TV tiếp đi. Mèo mèo. Gâu gâu. Xách TV vô trưa luôn đi ha. Dạ vâng. Cảm ơn nhiều nha. Dạ vâng. Chào mày. Dạ dạ. Qua. Qua. Hết giờ. Ây. Chán con chưa chán con mày nữa trời vậy. À còn mày nữa hả? Tôi còn con đi sao lưng. Quay qua tao xét nè. Ây bơm. Cái gì vậy? Bơm nổ. Ở đâu? Trong người mày đó. Này hả? Ừ. Bảy bụng 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 phải bơm bụng. Trời đất. Bụng hả? Bụng bụng. Ủa có bầu xong để chi cái bụng kêu dữ vậy? Cái này là mỡ tự nhiên chứ phải bầu nhân tạo. Để đâu ra lại cái. Cái của máy bị hư kìa. Sao nó kêu thất ghê vậy? Bị hư rồi. Để đâu ra lại cái. Ra lắm đi. Bơm. Lớn. Chưa làm gì hết. Chưa hả? Chưa. Cái đâu hư hả? Bị hư rồi. Sao kỳ vậy? My đưa bà nói ra thức á My. Sao kỳ vậy ta? Để đâu ra trao thức coi. Chúc mừng con. Ủa vậy con sắp có chú hả bà nội? Ủa nói vậy con trai sao? Dạ không phải. Chuông điện thoại của con reo. Trời ơi. Thằng ông số nậu như này. Dạ. Alo. Dạ hôm nay em nghỉ ngày. Dạ em bận tuyên truyền mấy cô bác phường kế bên nè. Cho mượn nói chuyện chút xíu à. Mượn dạ. Nói chuyện khách chút xíu à. Dạ. Alo, tôi là bà nội của Tống My solo cùng Bolero nè. Mốt đi xem ủng hộ tôi đừng ủng hộ này nha. Cái tôi mới đổ bô lên 2 triệu đẹp lắm. Vậy nha, gọi điện thoại cho tôi nha. Cảm ơn nha. Dạ. Ê, bà nói bà không đi mày nữa đâu, từ ngày sau mày ế rồi đó. Mốt một người khác luôn. Con. Dạ. Mày được vô gặp rồi. Dạ cảm ơn má. Hết giờ thăm nuôi luôn. Dạ. Giao lưu với bà nội nè con, kể tôi nó đi. Ê dạ. Cha, chúc mừng con gái nha.
thành công rồi. Vậy bà nội cũng mừng, lo lắng cho con mấy chục năm nay mày thành công, tao mừng quá hà. Con cảm ơn nội. Trời ơi, hôm nay con có một tin vui báo cho nội nha. Tin vui gì nữa, nói nội nghe coi. Dạ, con cảm ơn nội từ nhỏ giờ đã lo lắng chăm sóc cho con. Ừ. Nhưng mà kể từ bây giờ nội là sẽ có một người thay thế nội lo lắng cho con, đầu tư cho con phát triển sự nghiệp. Được quá vậy con. Nói dạ. Cho cái người đó ai để nội cảm ơn người ta nè. Dạ mẹ con. Mẹ con là sao? Dạ mẹ con á. Mẹ con là sao kìa? Dạ thưa má, con mới về. Hả? Má của con tô mì. Dạ. Con dâu của má nè má. Má tô mì hả? Thì ra mít tô nữ đây sao? Mày lên đây mày. Tao lao không à. Mày đó, mày mới giống trái mít nhất đó. À, dạ. Đó, đi vô trái mít đụng rồi thấy không? Bực bội à. Dạ má. Con. Má khỏe không? Không. Tại sao mày bỏ, mày bỏ cha con đó mày đi 20 năm trời. Mày đi đâu mà bây giờ mày về mày nhận con hả? Tao không tin mày là má của nó. Má ơi, làm sao mà má không tin được đi nè. Dạ nè. Con là con dâu của má mà. Má coi nè, tuy là con xa xứ nhưng lúc nào á con cũng giữ bên mình cái tấm hình của ba con mi. Má coi nè má. Con mượn cái nha. Nội. Đúng rồi, y chang tấm hình của bà nội hay đem trong người luôn á. Bà nội cùng lúc nhìn hai tấm hình coi. Ý mà nó tao lé hả? Không phải, ý là hai tấm. Làm sao cùng lúc tao coi được hai tấm hình mày? Con má tao tẹt làm hai hả? Mày cũng nghiệt ngã lắm. Không, nói... Im đi, để tao coi. Hai tấm đúng là một rồi. Nhưng mà tao vẫn không chấp nhận. Đi đi. Má. Nội. Con xa mẹ con nhỏ giờ mình để nồi để cho mẹ má con ơi. Đoàn tụ không. Rồi. Con ở phương trời xứ lạ. Nhưng lúc nào con cũng nhớ về gia đình, nhớ về quê hương của mình mà má. Con ngó về cuối trời, tay ôm khi bận tình yêu đã yêu lâu rồi. Giờ con xót lại tấm hình riêng giữ mà thôi. Hình hài này giết lần con cũng bởi lời thề non hẹn. Thôi cô đừng nhắc con trai tôi làm gì. Má. Cho như không biết hãy tìm quên đây. Má ơi. Từ khi cô lỡ cất bước ra đây, lòng con tôi đau xót giây phút không ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ta ra đánh ta đánh tan 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 tan. Má ơi, về con sớm xin lỗi tôi, má mà về má. Sớm tôi rồi cạch với tôi hả? Tôi có vũ đoàn hỗ trợ thấy không? Con xin lỗi má mà. Xin lỗi cái gì? Hát mà chơi bắt trong cao cho người ta hát không được mà xin lỗi cái gì? Con xin lỗi mà má ơi. Ngày xưa vì hoàn cảnh gia đình con bắt ép con đi ra nước ngoài cùng với gia đình khi mà con bé My nó còn nhỏ. Con đâu có biết gì đâu, con cố gắng liên lạc gì đây mà không có cách nào liên lạc được. Mà cũng may á, nhờ bé My nó thi chương trình solo cùng Bolero. Rồi á, con thấy cái phóng sự trên TV, con thấy cái mặt của má chà bá trên đó, con mới nhận ra gia đình mình đó má à. Má ơi, kỳ này con về á, con xin phép má cho con được thăm má là trước nhất. Sau đó cho con dẫn bé My đi ra nước ngoài để chăm sóc cho nó nha má. Cái gì? Dạ. Bắt con My đi hả? Dạ. Trời ơi, bà con trong xóm này phụ với tao nuôi nó xưa giờ, giờ đòi bắt nó đi. Dạ. Trời ơi, mấy mọi người ơi, đòi bắt My đi kìa mọi người ơi. Đuổi nó đi giùm tôi đi mọi người, đuổi giùm tôi đi. Má. Đi. Sao không ai nói tiếng nào hết vậy? Để tự tôi làm. Đi. Tha cho đó. Mẹ con đi mà nội. Nguyên cái xóm này đuổi đi rồi đó, đi. Má. Má ơi, con nói cho má nghe nè. Mẹ con người ta là mẹ con ruột. Thì về nhận nhau rồi cho con My nó đi với má nó đi má. Tao nhận nó, tao bỏ mày đó. Nó không có lâu chịu đâu thấy không? Không, con đồng ý cho mẹ con nó đoàn tụ. Hả? Mày có mẹ nuôi được rồi. Con hai mẹ được mà nội. Mày muốn có hai mẹ hả? Dạ. Vậy thì mày sẽ mất đi bà nội. Má. Mày về rồi tao đi. Má. Nội. Má ơi, nếu như mà con về đây con làm buồn lòng má, xin phép con không dám nữa. Mẹ à, mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng bỏ con. Thưa má mà. Con đi. Mẹ.
Con xa mẹ từ nhỏ đến giờ. Mẹ đừng bỏ con thêm lần nữa được không mẹ? Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, con người ta khó có thể biết được là chúng ta đang bỏ đi hay đang chạy trốn. Chân bước đi nhưng mà lòng nặng trĩu. Dù gì thì cũng biết bao nhiêu kỷ niệm, làm sao có thể... Chị, tôi già nó lại rứng rồi mỏi không chị? Dạ vâng, làm sao có thể dứt áo ra đi một lần nữa trước áp lực gia chị đình ơi, dạ tôi mỏi lắm chị, nói lẹ không tôi cái. Dạ bác mỏi thì bác đi vô đi. À tôi vô. Dạ. Trước áp lực gia đình, người con gái đành gối ghém hết tất cả những kỷ niệm đông đầy hạnh phúc và xin trả lại thời gian. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ, chợt lệ nét suy tư. Bao năm thầm kín cho thương ta áo tím, những đêm khuya lạnh nghe trái sầu gió bao tím. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đêm thơ về ghém nhạc, hạnh phúc tình ca, thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ gì, cuộc đời từ đây bao giờ mới được tan 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 tan. Mẹ đi. Mẹ chào mình em đi. Mẹ ơi. Và trong cái ngữ cảnh như thế này thì dù đúng dù sai thì nỗi đau còn lại vẫn đè nặng trên đôi vai của người con gái. Và bao nhiêu năm xa cách cũng biết bao nhiêu điều để nói với người mẹ vừa gặp lại đã vội ra đi. Mẹ đi, con ở lại, ráng ở lại mà chăm sóc nội con như ông Mi. Mẹ con mà. Mắt trần lúc sinh ra đời, bóng hình trước tim con nhìn là mẹ dòng. Con đã nói như vậy rồi, mẹ không thể nào ở lại được nữa. Nội. Má. Nội. Má thấy vậy tội không? Má đừng có chia rẽ mẹ con nó được không? Mày á. Bà ơi, bà đừng làm như vậy mà. Đừng có làm bi buồn nội ơi. Bà đưa mày phản kèo tao ha. Mèo ơi, đứng về phía tôi đi mèo.
Gì tự nhiên cái tự nhiên ra vui ngang vậy? Tao đang rất là vui. Cái gì vậy má? Tao vui là bởi vì á, tao giả bộ vậy thôi. Chứ à, mẹ con nó gặp nhau mà chia rẽ ai đỡ chia rẽ mẫu tử thâm tình phải không? Thật hết rồi. Thôi trời vậy thôi chứ à, nó được vậy phải mừng cho nó. Dạ. Bây giờ má nó có tiền lo nó đi nước ngoài đầu tư nó thành ca sĩ. Chứ dạ, bây giờ bà nội đâu có tiền chạy xe đâu có được bao nhiêu nữa đâu. Dạ. Nội à, cho con đi với má con. Dạ. Cho nó vui vẻ rồi má con sống với nhau hạnh phúc. Đừng có nghĩ gì tới nội hết trơn á. Dạ. Rồi cho đi á. Đi đi ha. Con cảm ơn má. À. Nội. Thôi đừng lo cho nội nữa mà. Dạ không, con chào nội con đi rồi. Trời ơi. Đi con, nhanh lên. Trời ơi. Đi chị. Trời ơi. Bà có sao không bà? Rồi chết bà. Tự nhiên. Anh mừng lên. Vui lên. Nó đổi đời mà. Sống gì ích kỷ vậy? Tụi bay sống ích kỷ đâu, tao không có chơi với tụi bay nữa nha. Cấm làm bạn nhậu tao nữa à. Thấy đây mày. Còn ngon này á, không khóc nha mày. Nha. Chuyện nhà tao chuyện vui nha, phải vui nha. Không có khóc nha. Đứa nào mà buồn là chết với tao à. Tao nói rồi đó. Nghe chưa? Bà nội ơi! Bà nội ơi! Bà 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 ơi! Tất cả nó bị tao lừa. Trời ơi! Má! Trời! Tao biết mà! Dễ gì con My nó bỏ tao được! Cái gì vậy? Con cũng lừa nội nãy giờ đó. Mày lừa tao cái gì vậy? Sao con bỏ nội được? Mẹ con không phải đến đây để về đây để bắt con đi đâu. Mà mẹ con về đây để sống chung với con và nội. Là nãy giờ tụi bay gạt tao hả? Dạ. Trời chắc ơi. Mà nó nói vậy thiệt không? Dạ thiệt. Thưa má, trước hết con về đây con xin lỗi má. Và sau đó xin phép má để cho con được chăm sóc báo hiếu má cho những ngày má trong tuổi già nha má. Được không má? Chắc được á. Vậy vui nhà vui cửa. Ê, nó nghe nè nó nghe nè, chuyện vui quá. Ăn hộp vịt lộn xả xuôi đi. Đi ra. Trời ơi bà nội nè chị. Con mập tào lao hả? Vậy là giờ gia đình mình đầy đủ rồi đó hả? Đóng dưới rồi. Con bị thừa đúng không? Chào má con đi. Sao? Đi mạnh giỏi nha con. Dạ. Đóng mình vui vẻ hết rồi. Quá mày ơi, tao không chịu nổi đâu mày ơi. Ráng đi. Mày, giá không nổi đâu. Mày ráng động mới nóng người mới bớt lạnh được mày hiểu không? Khởi động nãy giờ đó, bớt lạnh đâu. Rồi, lạnh lắm hả? Lạnh lắm rồi. Vô đây. Làm gì? Mày vô. Hả? Mày vô mày. Sao? Mày vô. Vô. Gì hả? Ông ta. Cái này hay quá ta. Trời chứ sao. Ai chỉ mày cái này vậy? Mẹ tao. Hay quá. Trời, giỡn vậy. Ai chỉ mẹ mày vậy? Ba tao. Hay quá. Trời, hay mà. Quê. Gì ba? Mày khùng mà. Vậy mày nghĩ sao? Ba mày chỉ mẹ mày cách này, bây giờ mày chỉ tao. Ý mày là sao? Cái gì? Ủa ba nghĩ ở đâu vậy ba? Con chỉ muốn cho ba đỡ lạnh thôi ba nghĩ sao vậy? Thôi đi, tao không chơi thằng biến thái với mày. Cái cũng làm sao? Không chết hả? Không, điên. Ây da. Tự nhiên bị té. Điên. Ấm thang. Đừng có ngại mấy cái chuyện này mày hiểu không? Thôi. Miễn sao mà qua được cái mùa đông này thôi, mày đừng có ngại mấy cái chuyện giới tính này, cứ bình thường đi nha. Mấy giờ tao chịu không nổi đâu mày ơi. Lạnh như này mà cả tuần nay mình đi ăn gì đâu. Cứ cái tình hình này kéo dài nha, tao với mày không có chết hết đâu. Chết đói trước. Bây giờ anh em tìm cách gì đi. Tìm gì? Như này không, tao chịu không nổi đâu. Mày có thấy cái thứ nó thấy không? Thấy.
Nhưng mà tiếc quá, bà chỉ bây giờ có mắm tôm với củ riềng thì hay biết mấy. Mày tào lao, bánh mì mắc gì ăn củ riêng. Ủa mày nhìn bánh mì hả? Hả? Tao nhìn con chó. Mày khùng quá mày ơi. Ở đây giết chó cũng như giết người đó. Để tao, tao nhìn bánh mì tao chịu hết nổi rồi. Trời, sức mà sức nào mày giật không lại con chó hả? Mày ngon lắm. Mày đừng kỳ mày là chó mà ăn hiếp người ta. Ê, sao mày ngột ngạo vậy mày? Mày dành đồ ăn cho con chó không được mày chửi nó là sao? Tao nói mày rồi, bây giờ á, muốn dành đồ ăn của con chó thì mày phải hiểu tập tính của con chó, sở thích của nó là cái gì, thì mày mới tiếp cận nó được, mày lấy cho nó dễ dàng. Để tao. Hay quá. Mày làm gì vậy? Đồ cái gì? Thông minh quá ơi. Bây giờ tao biết chơi chó là chơi sao không? Lấy lại đi mày, tao đói lắm rồi. Mày nhớ mặt mày đi. Ê, mày mới nghe nó nói gì không? Không, không, đâu nghe gì đâu. Anh thôi, chứ thôi. Tao bị sẵn, tao bị sẵn. Lẹ đi. Làm gì vậy? Ăn đi. Hả? Ăn đi, đi, nhường. Ăn mì đi. Gì á? Đừng có bánh mì mà gì cục sắt vậy mày. Trời ơi, bánh mì đập. Cây sắt á. Mày có cách gì không? Cách gì nữa, bây giờ nhìn đỡ đói chứ biết sao. Bây giờ với tình hình này mình chịu không nổi đâu. Đi qua chỗ tao ở được không? Tao bảo này qua bên bển ở á, bảo đảm mày có người cho mày ăn. Tới giờ ăn là kêu mày ăn, tới giờ ngủ là kêu mày đi ngủ. Đã vậy? Đã lắm. Đi. Đi đâu? Đi tù. Mày điên à? Điên cái gì? Tao ở ngoài có tự do, tao không thích đi tù đâu. Thằng khùng. Tù lắm. Vô chỗ đó có người lo cho mày ăn mày ở. Bây giờ tao nói mày chỉ cần kiếm cái tội là mày phạm nhẹ thôi, mày ở chừng 2 tháng hết rác mày ra. Đi tao lẹ lên. Mày khùng quá, tao không đi đâu, tiên bắt tao vô tù. Trời đất ơi, bây giờ mày đi không? Tao hỏi mày đi không? Đi. Tại mày là bạn tốt của tao thôi. Trời ơi, dứt khoát vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ muốn đi đúng không? Đi. Trời sĩ. Gì vậy? Quỳ lại ân nhân đi. Ờ, quỳ lại. À. Bảo đảm với mày, vô tù được hay không là nhờ cái ổ bánh mì này. Mày thấy cái cửa là kia không? Cái nhà có cái cửa kính là kia thấy không? Thấy. Coi tao nè. Đi tù là cái chắc. Tội nhẹ nha. Tội đi coi kia là tội nhẹ thôi. Đứng lại. Hai anh nãy giờ đứng ở đây đúng không? Ừ, đúng anh. Dạ. Vậy hai anh có biết ai là người cho ổ bánh mì vô cửa kính hay không? Dạ biết. Tôi. Là ai? Tôi. Tôi không một lần nữa. Là ai? Tôi. Hai anh đừng có giỡn mặt với tôi nha. Hả? Chỉ có một ổ bánh mì mà hai người cùng trời là sao? Hả? Là ai? Tôi. Hai định bao che cho nhau đúng không? Thôi được rồi. Lucky. Giỡn gì vậy? Ê, cái con này quen quá ta. Hồi nãy mày chơi chó với tao đúng không? Nói. Ê, nó mới nói chuyện tao đúng không? Nó nói gì? Không, chắc tao sẵn, Đây là con Lucky, luôn đi theo bên tao. Và đây là ổ bánh mì của con Lucky. Nếu nó ngửi được mùi của ai, người cuối cùng cầm cái ổ bánh mì này thì đó chính là hung thủ. Hai người đợi đó. Lucky. You can see me. Đến đây với anh. Có nhớ hồi nãy anh đánh em không? Anh cho em 1-2 cái chỏ để cho em biết thế nào là để đổ anh giật đồ ăn của em. Bây giờ hửi anh đi, hửi anh rồi chỉ anh tống anh vô tù nhanh lên. Tống anh vô tù. Thì ra anh chính là hung thủ. Đúng vậy. Yeah.
Đi tù rồi. Đừng có nói nhiều. Đi theo tôi. Đi. Bắt ta đi. Tạm biệt. Ta đi đây. Muốn vô tù đâu có dễ. Cái gì vậy trời? Cái gì làm sao? Trời đất ơi. Ủa cái này con tôi bày ra mà sao không bắt tôi vô tù? Bắt tôi nói vô tù làm sao? Trời đất ơi, bây giờ phá hoại tài sản cũng không được vô tù hả? Vậy thì gây thương tích cho người vô tội. Bây giờ thằng nào mà xuất hiện ở đây bất thình lình là thằng đó xui dữ lắm. Ta sẽ cho một hai cú đánh vào mạng sườn trái, một hai cú đánh vào mạng sườn phải, lên gối một hai cái gọi là chuẩn bị tinh thần cho tổng ha. Quýnh thằng đó chắc vô nhà thương luôn, quá chứ vô tù gì. Ra đi, đối thủ xứng tầm của ta, ra đi. Ào đâu, xuất hiện đi. Bắt tôi lại. Đây, tao đánh người vô tội. Nè, em đánh người vô tội nè. Mày. Cảm ơn em đã bắt giùm anh thằng ăn cướp. Cảm ơn em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mày đi. Đi. Đổi không? Đổi chỗ không? Đây, thằng ăn cướp chạy rồi, bắt nó lại. Muốn vô tù đâu có dễ. Tại sao vậy? Trời ơi, sao mà ngược ngạo vậy? Bây giờ muốn vô tù mà khó tới như vậy sao? Trời ơi. Đánh người không được. Thì bây giờ cưỡng hiếp. Ở lâu hơn một xí mà chắc chắn phải vô tù. Bây giờ coi như cô gái này xuất hiện ở đây là cô gái nó xui dữ lắm rồi mới gặp ta. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Anh cảnh sát ơi! Anh cảnh sát! Trời đất ơi! Cô bị cái gì vậy? Tôi với cô không quen biết với nhau. Nãy giờ tôi đang xúc phạm thân thể của cô. Tại sao cô không lao lên chỗ bắt tôi? Con làm gái ba ơi ba! Trời ơi! Không có giấy tờ mà lao lên trong bắt con hả? Bây giờ không có ổng nè, là mày chết mày với tao. Tao phải tao với tao mày. Làm gì vậy hả? Làm gì vậy hả? Hả? Cuối chùa hả mày? Hả mày? Hả? Ở đâu ra miễn phí mày vô mày làm gì mà sao trẻ tao vô đẩy giờ vậy mày? Hả? Tiền đây. Đưa tiền đây. Không đưa. Cô la đi, rồi tôi đưa tiền cho cô. Mày điên hả? Tao nói tao không la được mà bắt tao la hoài vậy? Cái thứ gì làm gái mà không biết la? Mày phải hiểu tính chất công việc của tao nha, tao làm không bao giờ tao la hết nha mày. Nè, tao nói cho mày biết, bây giờ đưa tiền tao hay không? Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày đưa không? Không. Ok, tao thí mày luôn nha, tao cho mày luôn. Hỏi đi, đi luôn, mày đi cho tao. Đừng bao giờ để tao gặp cái mặt của mày, nghe chưa? Nghe chưa? Tao đã gặp rất nhiều người vô gia cư mà chưa bao giờ tao thấy được cái thằng nào mà khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện như mày. Cô nói gì vậy?
Tao nói mày đê tiện đó, tao chửi cái bản mặt của mày đó. Tôi cấm cô xúc phạm tôi. Cô làm gái, cô lấy tư cách gì cô xúc phạm tôi. Lại cho bà. Nè, em lấy em nói là chị không được xúc phạm em. Nè, chị lấy cái tư cách gì tôi nói là người vô gia cư. Chị biết cái gì vậy em? Em có đi làm chứ bộ. Nhưng mà em làm ở đâu người ta đuổi cái chỗ đó. Khổ lắm. Mà em có làm gì sai đâu. Em cũng quên đi trễ thôi mà. Vậy im đi. Đừng có phỉ báng người khác như vậy. Người ta cũng muốn sống tốt mà. Mày muốn tao cắn mày để mày đánh tao rồi mày được vô tù chứ gì? Mày nói tới vậy tao giờ tao mới nghĩ ra luôn á, cắn tao đi. Coi chừng nó cắn bây giờ nó lấy. Mất dạy. Ê, anh có sao không vậy? Hả? Trời ơi, chạy máu rồi, chạy máu rồi, chạy máu rồi. Qua đây, để tôi, để tôi, để tôi. Đây nè. Tránh ra đi. Anh có sao không? Để tôi coi. Tránh ra đi mà. Để tôi coi, anh chạy máu rồi nè. Đừng coi, cô đi ra đi. Đi thì đi. Đi đi. Đi thì đi, trả đây. Ghét. Cần cái khăn. Người đặt lạnh muốn chết còn xào xạo nữa. Cái chân có sao không? Đáng là tôi phải bỏ mặt anh rồi đó. Thứ người như anh đó. Anh xúc phạm phụ nữ hả? Hả? Tại anh cứu tôi vì tôi mà anh bị thương vậy nè. Chứ anh đừng có hồng cho mấy cái này vậy. Quá. Bây giờ chửi tôi cho đã đi. Lạnh không? Lạnh. Ôm tôi cho đỡ lạnh nè. Máu nghề nổi dậy hay gì vậy? Nè, tôi đang thương hại anh đó nha. Không lợi dụng tôi nha. Anh rảnh quá, anh không lợi dụng tôi thì thôi chứ. Vừa vừa phải phải thôi. Mùa đông này mình đi ra ngoài mình kiếm việc làm đúng không? Ở ngoài đây tự do tự tại anh không muốn, anh muốn vô tù là sao? Rồi chứ là ước mơ của tôi. Ước mơ cái gì? Giờ nè, nói chuyện của cô nè. Chuyện của tôi gì? Ừ, cô làm vậy á, ủa cô có đi thiếu không? Hả? Hỏi có đi thiếu không thì đi, còn nếu không đi thiếu thì thôi, người ta không đi chứ có gì đó mình. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã cho tôi suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Không như vậy nữa. Tôi đi nha. Khoan. Hả? Đói bụng lắm phải không? Ờ. Nè, có tiền cái gì vậy? Cầm tiền đi kiếm cái gì ăn đi. Rồi suy nghĩ lại đàng hoàng, biết chưa? Cho tiền tôi hả? Ừ. Nhưng mà bị rách rồi.
Bà nội nó nãy lo chạy xô không kiểm tra cái thằng khách nó. Hàng thiệt. Rồi đó. Lấy đi. 3 đồng hả? À? Ừ. 3 đồng mua gì ăn được? Đó. Hết chỗ nhét rồi ông nội. Ủa trời. Đi đi. Đi đi. Tôi đi á. Em ơi, ra em nói nghe nè. Cái gì? À, 10 đồng này anh hiểu rồi. Sĩ diện nữa. Anh sẽ cất. Anh hứa là sẽ ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ có sức khỏe, sẽ trụ qua được mùa đông năm nay. Còn em cũng phải ráng trụ qua mùa đông năm nay nghe chưa. Rồi mùa xuân tới em phải nhớ ra đây đứng đường tiếp. Anh hứa anh sẽ là vị khách mở hàng đầu tiên cho em mừng xuân mới. Anh hứa tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một lần em đi khách. Anh yêu em. Yêu thiệt á. Yêu lẹ vậy ba. Tình yêu sét đánh mà. Bắt tôi lại. Thật chó. Vì mày mà tao. Bắt tôi lại. Bắt tôi lại. Đâu. Cảnh báo, cảnh báo! Có người bị thương, có người bị thương! Em ơi! Em ơi! Em ơi! Em ơi! Em ơi! Em ơi! Tại sao vậy? Trời ơi! Tại sao khi mà anh hiểu được tất cả mọi chuyện, anh hiểu là ước mơ đôi khi rất đơn giản, ước mơ chỉ là sự tự do. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại ra đi giúp em không gọi biết tên của em? Anh chỉ biết em làm gái thôi. Tại sao vậy? Tên lại đi! Mọi người ơi! Ước mơ đơn giản là mọi người ơi! Tại sao? Tên dậy đây! Tên dậy đây! Tên dậy đây mà! Em ơi! Kêu cấp cứu đi ba! The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Nay ta dùng vũ phép bằng cây, biến phép để đến được đây. Ây 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 ây, bớt nhầy. Ta hân hoan, ta vui tươi, mong men lên tương lai. Ta mong ta hay, ta xuống nên ta phai, ta go. Bao nhiêu năm nay ta tin ta luôn sâu xa. Muốn thế giới này biết mình là ác nhất đời, ác nhất đời. Ta
đây chứ chăm màu chét hả? Đam đà đen chăm màu chét hoài. Bây giờ bà nói nhiệm vụ làm cái gì đi, đêm nhanh lên. Ở cái xứ sở của mình, chị nổi tiếng là độc ác rồi. Đúng. Bữa nay tự nhiên cái chị nổi hứng, chị qua cái xứ sở này, chị đòi chị làm việc tốt, mà đi tìm những cái kẻ xấu tới tiêu diệt. Mà lỡ như tụi nó xấu hơn mình, tụi nó dữ hơn mình, tụi nó mạnh hơn mình, thì mình phải làm sao? Dạ. Mình đã có thủ thần trong tay, không cần phải sợ cái gì hết. Đã có thủ thần làm... cái thủ thần thôi, dĩ đâu bóp đâu? Bóp gì? Hả? Hả? Bóp đâu? Bóp gì? Bóp đi. Đâu? Bóp đây. Đâu? Thì bóp đây. Ý tụi nó mày bóp tao đau. Chứ bóp chỗ nào mới không đau. Mày bóp đâu cũng đau hết trơn á. Mọi người, nó ăn cắp bóp của tôi á. Xử nó tôi. Ê. Đã tới lúc sử dụng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì hả chị? Tàn hình. Trời ơi, chị hai, chị ở đâu vậy? Chị không? Không thấy đúng không? Ôi à, sao anh đánh em? Mày điên hả? Tao đứng trước mày, sao tao đánh mày? Chị có hai ơi, chị đâu rồi? Tao thấy thường hả? Có thấy thường hả? Chị hai ơi. Ê, nó nghe nè, tao không đi bắt nhà ngươi. Mày đứa chị ở đây nè. Chị hai ơi. Mày đứa chị ở đây. Tào lâu hả mày? Hả? Sao tao mới nghe cái tiếng ui da quen quá vậy? Qua hỏi. Anh ơi, anh mới vừa làm cái hành động gì vậy? Đánh chị hai mày hả? Trời ơi, chị hai em đâu? Đó. Dạ. Chị hai ơi. Ôi chị dạ. Hai ơi. Sao em nghe cái tiếng của chị mà em không thấy gì đâu vậy chị hai? Ôi ơi dạ. Hai ơi. Ôi chị dạ. Hai à. Ôi chị dạ. Hai ơi. Chị quát. Mày mà dậm một bước nữa là tao chèm nhẹp luôn á. Bước lùi một bước. Dạ. À. Trời dạ. Ơi, mày bước tới một bước. Dạ. Hai đứa bay mỗi bước tiến một đứa lùi. Dạ. Dạ. Chị ơi, em nghe cái tiếng của chị không à? Em chỉ nghe nhạc chuông mà em không thấy hình nền. Đây, tao ở đây. Trời ơi. Chị hai ơi, cái gì mà như cái cây máng đồ vẽ vậy chị? Trời ơi. Ông kêu quýnh tao không sao hết, hai bây dậm tao chèm nhẹp á. Thôi đó. Mày giỡn mặt tao hả? Mày cười xuyên việt với tao hả? Dạ đúng rồi anh, em nam thương bà số 02. Gửi 8234, 2000 tin nhắn nha anh. Nhắn nhiều nhiều như vậy em để lội ngược dòng tội nghiệp em lắm. Thôi đi, giỡn mặt hả? Ba đứa bay thông đồng lấy bóp của tao đúng không? Không có. Tao hỏi lần cuối, ai lấy? Không có lấy. Ai lấy? Nó lấy. Ta. Ta ta. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em. Cũng có đây chị để chị đi đi nữa hơn. Đi. Bay cao bay xa. Nhanh. Ta ta. 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 Chị ơi, chị ơi. Chị tìm được tín hiệu của cây đổ thần chưa chị? Đang nghe, đang nghe. Chị ơi, chị tìm lẹ đi chị ơi. Chị đang tìm lẹ đi chị. Vĩnh biệt mọi người à. Ôi chị nghe cái gì vậy chị? Thích ơi, thằng Súc nó bứt nút rồi. Chị ơi, bây giờ mình phải tìm lẽ cái đối thần lẹ đi chị ơi. Chị ơi, chị phải tìm được tín hiệu cái đối thần. Mình phải cứu anh Súc rồi chị ơi. Chị ơi. Nghe rồi. Ở đâu vậy chị? Chị ơi, ở đâu vậy chị? Nghe. Nghe tiếng bước chân. Tiếp bước chân. Rồi. Dừng lại rồi. Chị nghe thôi chứ em thấy rồi đó chị. Đâu? Kìa. Đứng dậy mày. Chưa đánh nhau mặt mà ăn dạ hả mày? Đứng dậy. Mày mới vừa tới đúng không? Mày đang tìm kiếm chứ gì? Đúng rồi. Tao biết hết. Ôi nhà ngươi biết hả? Vậy chị với ta đi. Tao không chị. Chị dơ vậy? Tao chị dơ là tại mày. Tại làm sao? Tại làm sao mà mày lên mạng mày nói với tất cả mọi người tao là đứa mặt vuông. Mặt vuông hồi nào? Mặt này mặt mâm hả? Đó à, mày nói vậy đi tao không tức. Mày nói mặt vuông tao mới tức. Cho nên tao mới hẹn mày ra đây quyết đấu một trận sinh tử. Mày vào vô đây. Tao đứng trong này mà mày cũng thấy tao nữa hả mày? Đồ con mặt vuông. À, thì ra mày chính là cái con chính chủ chửi tao. Rồi sao? Dạ em xin lỗi chị. Dạ phép chị cho em được xử lý nó. Đi vào vô mày! Vô mày! Đánh đi! Chị nói nghe nè hai đứa. Mình là bà con gái, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Không phải là động tay động chân như vậy. Người ta nhìn vô người ta đánh giá mình, hai đứa hiểu không? Không! Hả? Nói nghe nè, tự nhiên sao đánh nhau vậy hả? Chị nghĩ sao vậy? Nó mặc vuông em chửi mặc vuông đúng không? Em chuẩn bị vũ khí chưa? Chuẩn bị chứ, nhào vô cấu xé lột đồ là được rồi. Em ơi, bây giờ đi đánh nhau mà nhào vô mà cào cấu xé lột đồ là bình thường rồi.
mình phải có chiêu. Bây giờ chị chỉ em là mình đi với nhau nè. Ừ. Mình xài chiêu lạ, chiêu độc nè. Chiêu mình gì? Xài muối ớt đi. Muối ớt chi chị? Mình tát vô mặt nó xong mình thảy vô người nó. Nó nóng quá nó tự cởi đồ mình khỏi mình cởi luôn. Trời ơi chị hay quá chị hay ơi. Hay. Ê Bánh Bèo nói nghe nè. Dạ, nó dạ. Nói là nó đi đánh nhau là nó có muối ớt rồi đó. Nó có muối ớt. Em sẽ xài muối tiêu. Gì vậy má? Muối tiêu sẽ tiêu diệt muối ớt. Được luôn hả? Dạ được hết. Cái đó là bậy. Nó có muối ớt mà em có muối tiêu là em bậy. Mình phải xài cái khác. Xài cái khác là cái gì? Trái cây. Trái cây em trụ vô mặt đó. Không, mình trên trái cây mình xin muối ớt đó. Mình ăn hết muối ớt nó luôn. Hiểu không? Đó, đó nguyên bậy bậy nè. Đó, ngồi nè. Đó, trái cây nè, xài nè mấy ơi. Cay quá, ơ cay quá. Trời cay quá. Cay quá, trời. Thấy không? Ngồi ăn vui nè. Ăn chung vui vẻ chị em nè, vui không? Không, không. Như chị, mày dám chạy tao hả? Tiếp bé thì chị tao về làm Trời ơi, sao mọi người ở đây vô tâm quá vậy? Không ai cứu chị tôi hết. Trời ơi, nguyên đám nhào vô quýnh tôi như cái mình rách vậy đó. Trời ơi. Xích ơi. Em thương tống mai bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Nhiều nghiêng nắng rồi. Trời ơi, chị ơi, chị xúi đó, chị nó quýnh chị quá trời. Trời ơi, chị xúi, chị đang can mà. Trời ơi. Trời ơi, nó quýnh tôi quá trời. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, xuống đây làm chuyện tốt mà gặp chị hai suối dại không à, quýnh quá trời. Anh Xúc. Xúc. Chị hai mình đâu rồi? Chị hai nè. Xúc. Chị hai của mình á. Chị nè. Hả? Em mới đi có một tiếng mà sao từ tóc dài thành tóc tém rồi. Chị hai ơi, cái mái tóc của chị đâu rồi? Còn đâu cái mái tóc chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm. Cái gì vậy chị? À, không có nói mày, rồi nói tiếp đi. À, ý của em nói là thầm ước nhưng nào đâu dám nói khẽ tâm tư lại. Trời ơi, vậy? Tâm tư lại. Em ơi, bây giờ thôi đi về nhưng mà mất đũa phép rồi. Phải đi tìm cây đũa phép, đi tìm cây đũa phép. Thôi tìm. Ở đây nè. Cái gì vậy? Em nói thiệt với mấy anh chị luôn, em là thằng cướp mà cướp chuyên nghiệp nhanh nhất Sài Gòn luôn. Mà mấy chị dí còn kịp em luôn hả? Ba cái cây này có cái gì đâu. Em tưởng cây vàng, em giật em chạy vô tiệm vàng nó quýnh em bòm đầu luôn hả? Có bây giờ không xài đúng không? Không xài thì mình dục đi mất mất mà cầm chi. Gì vậy? Nhây ha. We will, we will rock you. Nhây, nhây. Anh ơi, trả đôi phép cho em đi anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Hey. Hey. Ma mày mất dạy. Tao gài cho tụi bay chửi tao đúng không? Anh ơi, anh trả cái đũa phép lại cho. Không có nói nhiều nữa. Bây giờ muốn chuộc cái đũa phép này thì phải có tiền. Tiền là gì? Tiền là giấy đó. Tao mất nhau từ đây hả? Diêm My Nguyễn nữa hả? Hả? Khùng quá. Bây giờ có tiền không? Anh ơi, em không có tiền mà em có người được không? Thế. Chị ơi, chị mới gả bán em, chị đừng gả bán em lần nữa được không chị? Chứ bây giờ làm sao? Cười xuyên Việt nữa hả? Dạ, em năm thương mại số 02. Gửi 8234. Dạ, 2000 tin nhắn. Ê! Không quá. Bây giờ không có tiền thì đừng hòng lấy cái này, tao giục luôn. Anh ơi xin hãy ngừng tay. Em để đau khổ nếu mất cái cây. Biết phải tính làm sao bây giờ. Xin đừng giỡn nữa không vui đâu mà. Giỡn hoài tao quanh chết. Xin anh hãy thương tình mà dừng tay đi giùm em. Từ xa đến đây chỉ để thăm dò mà thôi. Đũa thần của em để hoài về. Xin anh đừng quăng chết em luôn à. Hey!
Tụi bay mệt không? Dạ mệt. Ở dưới người ta cũng mệt lắm rồi. Đáng lý tụi bay đi sâu lắm. Tại tụi bay lầy, buộc tụi bay phải lội thôi. À, trời ơi anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Đánh trả đủ thần cho em. Có ngày đủ thần thôi mà. Trả nè. Trời ơi, con lầy nữa kìa, con lầy nữa kìa. Quy Quy, nó nghe nè. Cho hỏi cái nha. Cái này đủ thần hả? Đúng rồi, dạ. Đủ thần. Có phép không? Rõ ràng phải có phép rồi. Không có phép, không có tin. Phải làm sao cho người ta tin mới có phép chứ. Nhà ngươi không tin nè. Không có tin. Hãy nhìn đây, coi tao khóa tay trái nhà ngươi nè. Ôi da. Tay phải. Ai. Ai da. Quạch. Hai chân. Ôi da. Lộn mèo nè. Ba thùng hả bà nội? Ba thùng hả? Hả? Ba thùng hả? Chị ơi, tôi giỡn, giỡn cho bà vui thôi. Phép bị phép bị gì á, như xuống đây 3G chụp trơn nè. Nè nè nè, bắt đầu từ bây giờ phép tôi nó mới hiệu nghiệm nè. Cười vui vẻ đi, cười vui vẻ nói chuyện với nhau đi. Tự đánh nhau đi. Rồi xỉu đi. Nói cho biết trước, khi mà ra đường á, gặp một người nào đó lạ quắc không quen, đưa cái gì đó tốt nhất đừng nên cầm. Alo, làm việc đi. Anh đau quá xa. Ây da, đau quá nha. Đi về xúc xích ơi, đi về. Ây da, tha tha. Đau quá. Đau quá trời da. Sau khi tỉnh dậy và đọc được tờ giấy này, điều đầu tiên bạn cần làm là hết sức bình tĩnh. Và sau đó hãy gọi điện thoại cho người thân hoặc công an gần nhất để cứu bạn. Tại vì sao? Bạn đã bị mất một trái thận. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi, chị dụ em xuống cái xứ sở này làm chuyện tốt chứ chị. Em chưa làm được cái gì, em mất bà nó trái thận của em luôn rồi. Không sao em, bình tĩnh, mình còn một trái tim mà. Trời ơi, cái gì cho bà nội? À không, ý chị nói ở đây mình còn trái tim là mình còn sự sống. Mình còn sự sống là mình còn hy vọng. Mình sẽ hy vọng mọi người yêu thương lẫn nhau, biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu, hiểu không? Hai đứa ở đây đi, chị sẽ về xứ sở của chúng ta để sạc lại gậy phép. Hai đứa ở đây, hãy đi tìm những người nào xấu nhất cho chị. Sau khi chị sạc gậy phép về, chị sẽ rước hai đứa về chung với chị nha. Chị ơi, chị bỏ tụi em ở đây hả chị? Đúng rồi, cho bây giờ một mình gậy phép của chị về được một mình chị thôi, em hiểu không? Dạ. Rồi bây giờ móc vô đi cho chị bay lên cho hoành tráng đi. Dạ. Về này mấy đứa. Chị ơi. Rồi bây chị giờ đi. Tôi chị về đi, đây giỏi nha chị. Tạm biệt, mong là trái đất này sẽ bình yên. Chị ơi, tạm biệt chị hai. Trang nói cái gì em không nghe. Người ta đẹp trai như vậy nè mà kêu là chó mặt sệ là sao? Thì đúng rồi, thời buổi này kêu bằng gấu bằng mèo là xưa rồi, phải kêu bằng chó mới dễ thương, phải kêu bằng chó mặt sệ. Nhưng mà ta kìa, muốn xin lên muốn dương chạy thôi. Đứng lại. Giỏi cho Mussolini, hay cho Mussolini, dám cả gan hẹn hò với cha trong hoàng cung này hả? Nếu như không nhờ nhu mẫu đánh đập ta, hả? Ôi lộn, đánh thức ta vậy, thì ta sẽ không bao giờ biết là em gái ta đã lừa dối ta rồi. Quốc Dương à, em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng xin anh hãy tác hợp cho chúng em đi, bởi vì chúng em yêu thương nhau thật lòng mà. Không thể được, em đường đường là quận chúa của Dương quốc Si Ba Chao, còn hắn là hoàng tử của Dương quốc Sa Bu Chê, là tiểu Dương quốc bị nước ta đô hộ, dòng thư gốc ổi mía diêm mà dám dụ dỗ em gái ta là xương xa hột é. Hả? Ủa lộn, Kim Chi Ngọc Diệp. Quân mới đâu, bắt hắn lại đánh cho ta. Đừng
nữa. Đi. Làm gì vậy? Ta chưa có đánh mà. Ủa, chưa đánh hả Quốc Dương? Xin lỗi, ta làm hơi lố. Ngươi làm quá lố, bây giờ mới đánh đây nè. Quốc Dương. Quốc Dương ơi, em xin anh, tất cả mọi lỗi lầm là do em. Anh hãy đánh một mình em đi. Không, đánh một mình ta đánh thôi. Đánh một mình em đi mà. Đánh một mình ta thôi mà. Thôi, được rồi. Ta đã hiểu tình cảm của hai em rồi. Cho nên á, bây giờ buông tay ta ra ta đánh được chứ. Buông rồi. Limousine. Limousine là con nào? Ta gọi lộn chiếc xe của ta. Mussolini. Mì gắn. Anh ơi hãy đánh em đi. Đánh ta đi. Đánh em nè. Đánh một mình ta đánh thôi. Đánh em thôi. Tình cảm của hai đứa dành cho nhau ta cảm động quá à. Cho nên ta quyết định đánh cả hai. Ôi. Quốc Dương ơi, Quốc Dương ơi, con xin người. Xin người hãy tác hợp cho chúng con đi mà. Quốc Dương ơi, em xin anh hãy tác hợp cho chúng em đi. Cho dù anh có giết chết tụi em, ta sẽ đồng ý cho hai đứa một cơ hội để đến với nhau. Cho một cơ hội thôi chàng ơi. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là hoàng tử phi bóng. Dạ. Hoàng tử phi cát. Ngươi cũng biết ở vương quốc của ta có một con kênh mang tên là kênh Tàu Hủ. Và con kênh này có rất là nhiều Tàu Hủ thối. Tầm bậy. Có rất nhiều rác. Thì đó, kênh Tàu Hủ mà có rất nhiều rác, cho nên gọi là Tàu Hủ thối. Thôi đi, muội đừng có nói nhảm đây nữa. Hoàng tử Phi Cát, ngươi phải ra đó vớt sạch rác con kênh đó cho ta. Còn nếu không làm được thì đừng hòng lấy quận chúa em ta làm vợ. Và ngươi phải chịu hình phạt là hằng ngày phải ra đó tắm rửa rồi đâu. Rồi đó. Đây quả là một thử thách nghiệt ngà. Sợ rồi. Chàng ơi. Ta không sợ. Chàng không sợ. Phải. Nàng hãy yên tâm. Nơi nào cần có phi cát. Nơi nào có rác có lao công. Ủa. Thì đúng rồi. Nơi nào có rác thì nhờ có thần dân và lao công của hai vương quốc, chúng ta sẽ dọn sạch rác ở con kênh Tàu Hủ này luôn. Đúng không chàng? Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng như vậy đó. Nhưng mà hắn làm đi, ta mới thấy được, ta mới tin. Dạ, tụi em nhất định sẽ làm cho anh coi. Nhưng mà trước khi làm, xin anh cho tụi em một thỉnh cầu. Ta đồng ý. Xin Quốc Dương hãy cho phép tụi em được ăn cơm trước kẻn. Cái gì vậy? Ủa có gì đâu. Bây giờ tụi em đói bụng quá. Mà cái kẻn đánh giờ cơm trưa nó chưa có đánh. Cho nên em xin anh cho em được ăn cơm trước cái giờ kẻn đánh, để có sức mà đi lao động. Thôi được anh? Ta đồng ý đó. Quốc Dương đồng ý rồi chàng ơi. Nhưng nè, phi cát, ngươi nhắm có làm được hay không? Ta làm được. Xin người hãy yên tâm. Trong vòng 3 ngày ta sẽ dọn sạch con kênh đó. Được. Sau 3 ngày sau tôi quay trở lại xem kết quả của nhà ngươi. Dạ. Mời tất cả thần dân xin hãy cùng với ta vớt rác. Nàng đến bên ta từ tia nắng mai, sưởi ấm tim ta bao ngày da băng. Nàng ơi hay chăng tim ta trao em tình yêu không phai. Rồi khi bên nhau lòng em xôn xao vì ánh mắt ấy. Em yêu ơi đến đây trao môi hôn ngất ngây, ta say bao ước mơ giữa cơn mộng say. Đồng kênh đã hết rác rồi, ta sẽ đồng ý cho hai người đến với nhau. Tình yêu lãng quên buồn đau. Ta yêu nhau mãi thôi, ta bên nhau suốt đời, ta cho nhau tình yêu mãi không rời xa. Rồi đó, nó kẹt tiền làm ăn. Trời ơi, bao nhiêu người năn nỉ luôn á, người ta khóc luôn à, tôi không có bán.
Tự nhiên tôi cảm thấy giống như là tôi có duyên với chú vậy đó. Giờ chú tính sao? Rồi rồi, là chú quay là chú coi một lần nữa nó được đặt cọc luôn phải không? Rồi vậy đi, ừ, quyết định nhanh gọn lẹ vậy đi chú. Rồi gì tôi đợi hen. Rồi chứ không là tôi bán cho người khác rồi nghe. Rồi dạ dạ rồi rồi rồi. Thì bãi. Ủa? Vợ chồng tôi buồn lên rồi hả bãi? Dạ. Sao đi đường xa mệt không con? À trời ơi, đi xe khỏe thế à, không có mệt gì hết trơn á. À bãi, vậy lâu quá không gặp lại gì. Ừ. Gặp lại thấy già quá vậy. Tao chứ phải nít quỷ đâu, sống lâu năm không già. Không phải, tại mình nói thiệt thôi, thì lâu ngày không gặp thì già. Lâu ngày gặp lại sao cái miệng vợ bay nó cũng có duyên được thêm miếng nào ha. Rồi thôi ngồi nghỉ mệt đi con. Dạ dạ, cảm ơn dì. Ừ. Cha nhà dì Bảy đẹp quá dì Bảy ha. Ừ trời ơi, bao nhiêu tiền, bao nhiêu của đổ vô sao đẹp được. Ai vô coi nhà cũng khen hết đó bay. Dạ yeah, dì Bảy. Ủa nhà đẹp quá rồi, khoe của hả, cho người ta vô khoe khen hoài à. Ừ, con thì sao bay, phải nói chuyện cho nó duyên hơn giùm tao chút được không? Là sao? Trời ơi, nó khoe của cái gì? Biết sao không? Tại dì Bảy đang đăng báo bán nhà. Ủa? Nên ta vô tao coi nhà, nên ta khen. Chú khoe của gì? Đang yên lành gì tự nhiên bán nhà, bộ dì Bảy làm ăn thua lỗ hay sao? Không phải, khổ lắm mày ơi, tại nay có chuyện. Khổ lắm. Có con cái chia gia tài hả? Cái đầu dì Bảy phải chia đúng không? Bởi vì ta nói bây giờ con cái nó mất dạy lắm. Mẹ nó còn sống sờ sờ đó, mà nó đòi chia gia tài cho bằng đặng bằng được à. Tôi nói mấy cái đứa này phải đi trời đánh nha. Trời đánh nó chết cho ba má nó sáng mắt ra. Ý mày nói tao tối mắt hả con? Nên trời đánh cho ba má nó sáng mắt là tao sáng mắt đó đúng không? Ủa? Mày chù tao hả? Ủa là con gì hả? Chứ con ai? Ôi bà ơi, bà nói ít lại giùm cái coi. Bớt dạ. Nói giùm tao, tao nhờ. Dì Bảy thông cảm đi. Vợ con ở dưới quê nổi tiếng là cái gọi là cái miệng lá mơ đó. Lá mơ là sao? Mình, bà cứ xì, bà muốn xì, bà muốn nghĩ gì bà xì ra. Thông cảm đi, hồi nó mới sanh ra đó. Là sao? Cái mỏ mới lừa lầu ra trước. Hèn gì, thấy cái mỏ nó nhọn quá trời quá đất à. Bớt nói giùm tôi cái được không? Dạ xin lỗi gì. Ừ lỗi phải gì không biết nữa à. Biết sao không? Nói nào ngay á, gì khổ tâm lắm. Hồi còn sống á, Dượng bay có nhận đứa con nuôi đó, rồi nghĩ sao cái bây giờ cái nó cái ghé đây thăm hoài à, nó làm ăn thua lỗi đó, rồi ghé đây bữa xin mấy chục, bữa xin mấy trăm ăn cơm. Rồi chưa, bữa tuần trước tới đây nói nhà nó bị giải tỏa gì đó, rồi xin lại ở nhờ. Thôi dì cũng thương gì cho nó ở nhờ, mà ở được ở luôn ở lì vậy đó. Nên thôi dì bực quá, dì bán nhà cho nó xong phức cho rồi, đuổi ra khỏi nhà cho nó xong. Trời đất ơi, tại sao là có những cái người mà tham lam như vậy? Muốn của người ta là của mình không? Ủa mà phải là con nuôi không? Con... hay là con rơi của Dượng á? Không, sợ con rơi á nha. Bây giờ hay có trường hợp đó lắm nha. Ở như ở dưới quê mình nhớ không? Cũng có cái trường hợp vậy đó. Nói là bộ hô con nuôi, nhưng mà thật ra là đem con về cho vợ lớn nuôi. Dạ chị Tư, chị bớt nói gì mà chị Tư. Trời mày nghĩ sao vậy, chị Bảy bay ra lấy được tao là mừng hết lớn. Ông vừa già vừa xấu nữa, ở đâu mà có bồ nhí mà lòi ra con rơi. Là nói nghe biết sao không, chị thấy cái thằng này cái mặt nó không có giống như Bảy bay. Con nuôi, ừ chứ không phải là con rơi con rớt gì đâu. Con nuôi hả? Ừ. Không nhưng mà nói nghe nè. Sao? Chị bán nhà đúng rồi đó. Sao vậy? Bán đúng đi chứ để muốn có đồ chia. Vô duyên, con nuôi với ba con ruột đâu đòi chia với chết. Trời ơi, vậy là không biết gì rồi. Sao? Ở dưới quê kìa cũng có trường hợp y chang luôn. Con nuôi nó đi kiện cái đồ chia gia tài. Con nuôi có quyền lợi như con ruột mà. Có không? Trời ơi, có luôn hả bậy? Ủa sao mà biết hay vậy? Dưới quê mình kìa mới ràng ràng đó đó. À. Trời ơi, có vụ đầy luôn á hả? Trời ơi, không được. Sao vậy? Alo, từ từ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Không, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi. À? À không, tôi không phải mẹ nó đi công chuyện rồi. Hả? Thiệt hả? Tôi chạy lên liền, tôi chạy lên liền. Tôi là bà ngoại đó nè. Rồi. Trời ơi chết rồi bậy ơi. Chết rồi. Trời ơi thằng cháu ngoại, thằng cháu ngoại của dì. À nó chết rồi hả? Chết rồi hả dì? Anh đi mua vòng hoa lẻ không ơi. Đi. Chết rồi nào. Mới nói thằng cháu ngoại chết rồi. Chết đây là có chuyện nguy kịch hiểu không? Nó ở trên trường nó chơi sao á, bị đập đầu vô cái tường. Rồi chết luôn rồi hả? Trời ơi nó đập đầu nó chết rồi ông ơi. Đi mua vòng hoa liền. Bà nội. Tôi nói nó chết rồi nào. Hả? Đập đầu vô tường tao có nói chết chưa? Rồi như vậy là chấn thương sọ não rồi. Trời ơi bây giờ vô bệnh viện hỏi coi bác sĩ sọ não. Cái đầu của bay vô chứ sọ não. Không phải hay gì? Không phải. Bây giờ là tao đưa vô bệnh viện rồi, gì phải chạy vô coi nó làm sao. Nghe chưa, ở nhà coi nhà giùm gì. Ê nè.
cái thằng con nuôi của gì á, nó còn nói chút mà nó tới nó thăm gì, đem trái cây gì lên điếu gì nó cho bộ nó nói gì nó kiếm cớ vô nhà nó ở thôi. Đây coi bà đuổi ra giùm gì nghe không? Nha. Em đuổi người là để của con. Nhớ nha, mà đuổi cho khéo khéo đừng để mít lòng em con. Dạ. Giúp gì nha. Ê, khoan nữa. Hồi nữa, có hai vợ chồng tới đây coi nhà. Con là để mua nhà đó. Tụi con tìm cách sao rồi nói giới thiệu nhà rồi này kia cho gì nghe không? Nó vô cho người ta mua nghe không? Gì? Cái vụ tụi con nhờ gì sao? Quên nữa. Cái dù ấy tao xin được đi làm tụi bay rồi. Ở trên Long Khánh á, nhà bàn của dì đó, ở trên đó làm là chỉ coi giường với tụi cho người ta thôi. Thứ bảy chủ nhật tao mới về một lần. Hiểu không? Tháng 5 triệu đó, được không? Trời ơi. Như vậy là mình đi làm giường thì phải bán vé số hả? Bán vé số gì đây? Trời ơi, thường ở dưới quê con mà lên trên đây á, toàn đi bán vé số không à, chứ không có được làm giường đâu. Nói thiệt các con, là con già rồi chứ con mà trẻ xíu nữa là con đi bán cà phê cũng được. Mày bán cà phê ai dám uống? Chuyện tới ghê, thôi chạy vô bệnh viện con sao? Nhớ nghe không? Nhớ nghe chưa? Thằng con nuôi nhớ đuổi ra gì nghe không? Để nó tới đây là chết. Gì? Nhưng mà cuối cùng là sao? Sao? Là cháu gì không có chết đúng không? Trời ơi, không có chết mà. Bực bội à, coi nhà cho gì nghe không? Dạ. Bà đập ơi, mà nấu năng cẩn thận giùm tôi một cái được không? Không, là tôi thắc mắc thì tôi hỏi thôi, chứ tôi đâu có biết đâu. Người ta nói là chỉ vô bệnh viện thôi. Lắm chứ, bộ giỡn hả? Thì nó cũng có tùy trường hợp chứ. Ê bà, nào mình vô nhà được. Bây giờ mình vô nhà nha. Đâu vô nhà gì được. Quá trời ơi, thiệt là không. Hồi nãy hứa với dì Bảy là sao? Thì có gì đâu, thì giờ gặp cái người nào con nuôi lại, đem trái cây tới thì mình đuổi đi. Gặp hai vợ chồng tới coi nhà thì mình tiếp đón nồng hậu. Vậy là trả ơn gì bảy rồi. Nói vô cho ta mua nhà này. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, ba cái khoản này mà tôi không có rành. Làm ông sao? Ông ơi, ông cũng làm để tôi cho, tôi rành mấy này lắm. Bà rành hả? Ừ, mấy cái chiêu trò này tôi ghê lắm. Đâu, bà nói tôi nghe bà làm sao đâu. Đầu tiên á, ê, dù gì quá. Nói mà nói lớn. Nhỏ tôi nghe cũng được. Nói nhỏ thôi nha, không nói lớn, nói lớn mà công ta nghe. Trời đất ơi, bà phun cái gì mà phun khí thế vậy? Cái gì? Bà nói gì sushi không mít gì? Ơi bà lại à? Bà nói gì? Nói nhỏ mà ông nội nè. Y vậy đi. Có sách theo trái cây. Thấy rồi, giờ trái cây hơi bự nha. Cái mặt láo cá thì chứ. Nhìn là thấy ghét. Bà Bảy rồi. Thì Bảy em có nhà. Đi vắng rồi. Ai đây? Để tôi đây. Gì đây? Sao? Về. Muốn về. Kiếm gì Bảy? Bà Bảy không? À. Bà nhập viện rồi. Đừng có giỡn chơi tôi ra, mới nói chuyện tôi hồi nãy đó, thầy đó trong điện thoại rồi giờ nhập viện. Bà nói chuyện điện thoại với anh đúng không? À. Hèn gì, đang nói chuyện điện thoại giật, bất tỉnh, vô bệnh viện. Bây giờ quyền thừa kế căn nhà này là của tôi. Điện thoại giật. Ừ. Hồi đó giờ tôi mới nghe cái vụ điện thoại, cầm điện thoại mà giật xỉu à. Không đọc báo, bây giờ điện thoại giật chết người như chơi, nha. Phải không? Chứ sao? Nè. Trời ơi trời, tôi tính đem trái cây lại rồi. Rồi cảm ơn. Giữ đi trái cây là mình ăn được. Ừ. Bây giờ nhà này là của tôi nè, bây giờ muốn cái gì nói với tôi. Không, tôi định lại gặp bà Bảy để bà không có cần gì hết. Tôi không cần biết mục đích anh lại đây để làm cái gì, mà tôi nói cho anh biết là bà Bảy không ở đây, bà Bảy nhập viện rồi. Tại vì sao? Tại ngôi nhà này có ma. Cái gì? Căn nhà này có ma. Chứ sao? Dạ, đừng có giỡn nha. Tôi không giỡn. Chứ tại sao cái điện thoại mà tụi nó giật chết người? Ồ. Sóng âm mạnh quá. Là sao? Mà đi tôi kể cho nghe. Đi ra coi, đi ra. Chủ ơi. Sao? Khi mà mới bước chân vô trong căn nhà này, tôi lạnh dữ lắm. Âm á, người âm hiểu không? Nó làm cho mình có cảm giác rợn người. Nè, tôi nói tôi còn nổi da gà nữa không, thấy không? Da gà nổi luôn rồi đúng không? Sao kỳ vậy ta? Nhà này âm u lắm. Là sao? Kể tôi nghe coi. Tôi muốn biết cái nhà này nó có ma là sao? Dạ, chuyện là vậy nè. Tao nói hồi đó đó, bà Bảy này nè. Trước khi mà bà đào móng lên bà xây nhà đó. Bà phát hiện ở dưới có 18 bộ xương. Phải không? 18 bộ. Mà thay vì bà đem người ta đi hỏa táng, ta gửi vô chùa đi. Không. Tiết tiền, biết làm gì không? Làm gì? Đem ra ngoài sau hè đó. Đó, ngay góc này nè, lại đây tôi chỉ cho. Ngay đây nè.
Đó, ngay cái góc đó đó, thấy không? Đó, đó. Cái gì vậy? Ê, 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 buông buông ra buông nha, buông buông buông. Tôi đang chỉ ông thôi, đó, cái góc đó đó. Ông thấy một cái gì đó nó âm u không? Màn đêm nó bao 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 đúng không? Đó, bà đào lên ngay chỗ đó, bà để 18 bộ xương xuống lại, bà lấp đất lên. Bà lấy cây bà chồng lên luôn, không ai biết. Cái ghê không vậy? Ghê lắm. Ông, tiếp ông. 18 quan hồn đó, người ta bị như vậy, người ta oan ức, không thể nào đầu thai được. Chỉ biết lãng vãng trong căn nhà này, suốt ngày suốt đêm. Ông nói chuyện bình thường thôi, ông đừng có nói cái giọng âm tôi sợ. Tôi sợ ma lắm á. Giọng bình thường của tôi là như vậy. Hả? Mà không thấy ghê thiệt, tôi sợ. Kể từ ngày đó trở đi, trong căn nhà này không lúc nào mà nó không xảy ra những chuyện lạ thường. Chẳng hạn như cái gì? Bà có thể kể cho cậu này nghe đi. Giúp kể tiếp giùm tôi nghe coi. Để tôi à. Để tôi kể cho ông, đừng kể nữa, cái giọng ông ghê thiệt luôn á. Bởi vậy Ngồi xuống. Giống như trong nhà tắm. Bữa đó bà đang đi tắm, hiểu không? Bà vừa bước vô trong nhà tắm. Làm cái gì đó? Sợ không được ôm vợ tôi. Quý được ôm, đang kể mà ôm bà vậy. Sao bà làm tôi sợ quá? Tôi khùng quá, tôi đang kể ôm vậy tôi sướng mà sao tôi kể? Đó. Xong, bà bước vô nhà tắm. Tôi kể lại khúc này nha. Bước vô trong nhà tắm. Tự nhiên cái cánh cửa kêu một cái. Quay ra. Bà nhìn không thấy ai hết. Rồi sao? Bà quay vô. Bà thấy vòi nước chảy. Trời ơi. Trời, lúc đó bà hoang mang liền. Bà thấy vòi nước chảy xối xả. Suy nghĩ. Bà nhớ ra. Tại sao? Hồi nãy bà quên khóa. Cái gì đâu có ma gì đâu. Ma ngay cái chỗ cái cửa cái két mà không thấy ai đó. Phải không? Chắc nãy tôi kể chưa nhấn cái đoạn đó đúng không? Kể lại nhấn cái đoạn này nè. Thôi được rồi, kể tiếp cái gì khác đi, kể tiếp đúng không? Tiếp. Cái chuyện này mới chính nè. Chuyện nào chính? Vừa thấy vòi nước là bà nhớ ra là bà quên khóa, cái xong một cái mà ghê nè. Cái gì ghê? Bà khóa vòi nước lại. Khóa lại? Hết. Ủa đâu có ma gì đâu má. Trời ơi, ông nội này, tôi nói ma là cái cửa đó. Cái ma sao mình thấy được? Thì cái cửa quay qua không thấy ai là ma nằm ngay chỗ đó đó. Hình như ông không tin. Chuyện là bình thường thôi. Đó, đây là chồng tôi thấy nè. Chuyện của tôi mới thấy ghê. Chuyện gì vậy? Cầm lại đi. Chuyện đó đánh đường hồi là nguy hiểm lắm. Có một đêm trời mưa gió bão bùng, dì Bảy từ từ tiến vô phòng ngủ. Trong phòng ngủ có gì? Nằm xuống, không gian rất yên lặng. Chợt có một luồng ánh sáng lóe qua. Buông ra. Người đau quá thì sao? Lợi dụng hả? Sao phải sợ quá? Đừng có giả bộ mà ôm vợ tôi hoài. Mặt ghê quá. Mấy ngày kể khúc là chính nè. Giữa anh xoan lập lòe, ngựa sang ngựa tôi. Vì vậy trợn mắt lên và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại làm gì? Ngủ. Ủa sao ngủ hoài hả? Đợi đi. Khi nào? Ngủ tới nửa đêm là vậy à. Trời ơi, vợ nói giờ này mà đỡ tới nửa đêm sao chết rồi. Khúc chính nó nằm ở đây nè. Sao đẩy về chính hoài vậy? Ông mở từ được. Nửa đêm rồi. Sao vậy? Bà bay đứng lên. Bà đứng lên làm gì? Tiến ra cửa phòng. Tiến cửa phòng. Mở cửa ra.
Bà làm gì? Cái tiếng cửa là lâu ngày không vô dầu nó kêu. Rồi sao? Giờ bảy tiếng vào. Vô đâu? Đi toilet. Sau đó sao? Trở lại giường. Làm gì? Nhắm mắt. Bà làm gì nữa vậy? Bà ngủ. Thì sao ngủ hoài vậy? Đi toilet xong rồi vô ngủ. Đúng rồi ba. Vô toilet xong vô ngủ? Ừ. Đâu có ma gì đâu. Ma là cái khúc ở trong toilet đó. Sao tôi không có nói gì trong toilet của ma để... Cái khúc trong toilet gặp ma. Nhưng mà tại vì bà chưa có kể cho nên sao tôi kể được. Trong toilet bà gặp ma, bà chắc bà sợ sao bà không có kể luôn, bà giấu. Chưa đâu. Khúc này mới chín nè, Sao nãy giờ chín hoài vậy? Không, nãy giờ tái thôi, khúc này chín nè. Trong lúc bà đi toilet. Sao? Tự nhiên có một giọng hát. Hát gì? La 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 la. Trong không gian âm u cùng nhau kêu về âm 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 âm. Lùng cơn gió về ào 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 ào. Nghĩa trang lạnh lùng lùng lùng. Trời ơi trời, nghĩa trang cái đồng. 18 vong hồn mà, nghĩa trang là đúng rồi. Hợp ca luôn hả? Ừ. Ông làm gì vậy? Chết cha. Hả? Ông bị nhập rồi. Trời ơi. Trời. Ông ơi. Ông ơi, bình tĩnh lại ông trời ơi. Trời ơi, thôi, tôi cảm ơn nha. Trời ơi, ông ơi, đừng có bỏ tôi. Tôi cảm ơn mấy người, nhờ mấy người mà tôi biết được cái nhà này. Tôi cảm ơn tôi. Anh ơi, sợ quá. Anh ơi, chồng anh ơi, lại giúp em anh ơi. Anh ơi. Ui. Trời ơi, hay quá chồng ơi. Trời ơi, hay ghê sợ luôn rồi. Trời ơi, kể chuyện ông làm tôi sợ thiệt luôn không? Ghê lắm luôn á, cái hồn dễ sợ hồn luôn không? Gì vậy? Đi rồi. Ai đi? Quỷ con nuôi đi rồi. Nó đi nhưng mà tôi chưa đi mà. Ôi, giỡn nữa. Giỡn hoài. Ai giỡn với bà? La 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 la. La 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 la. Ông ơi, ông đừng làm tôi sợ nghe ông. Nhưng nãy giờ tôi có nói gì đụng chạm đến mấy người khuất mặt làm ơn vú tay. Tại sao mấy người đem cái chuyện chết chóc của 18 người trong nhà này ra làm trò đùa vậy? Trời ơi, tôi nãy giờ tôi nói gì sai rồi, mơn phước tha cho tôi. Đừng có làm gì chồng tôi hết, trả chồng còn tôi làm gì. Làm như vậy nữa không? Không, ơi, làm mơn phước trả chồng lại. Vui quá. Giỡn chơi với bà thôi. Giỡn hả? Bà thường ngày mà ăn hiếp tôi quá, tôi ghét, tôi giỡn chơi với bà thôi. Sao rồi? Có gì vậy? Có gì tới chưa? Dạ. Gì vậy? Sao mẹ không có được. Bậy gì bà? Ma gọi gì? Đêm hôm nhắc ma nó sợ nó không. Ủa gì bậy sao đi lẹ về vậy? Trời ơi, rồi xong rồi, vô nhà tôi xong hết rồi sao? Ủa sao rồi, mua áo quan chưa? Một. Ông quan gì mày? Ủa cái gì? Ông quan gì? Sao vậy, mới chết hả? Nói bậy nó bạ, không chết rồi chết. Thường thăm vô là phải lâu chứ sao gì về lẹ vậy? U đầu chút xíu thôi hà. Trời ơi, u đầu thôi mà. Đắp xong rồi. Nó nghe là khách của dì tới chưa? Tới rồi. Tới rồi hả? Đuổi đi rồi. Là con nuôi phải không? Đúng rồi, đem cái cày tới. Đuổi đi luôn hả? Đuổi đi, nó không dám tới ở đâu yên tâm. Trời ơi, sao tụi bay hay dữ vậy bay? Dì đuổi hoài nó không đi đó. Vợ con mà. Nghe. Hay lắm. Mai mốt mà có mấy vụ đuổi người tao kêu bay lên nữa. Dì vợ chồng con. Phiền lắm mà. Alo tôi nghe nè. Sao?
Ủa anh Nam sao anh không tới coi nhà? Cái gì? Nhà tôi có ma. Ai nói? Trời ơi không có đâu. Chắc là hàng xóm đó người ta ghét tôi, ganh ghét nó, ghen ăn tức ở, hiểu không? Nhà tôi xây nhà bự quá nè, ta ghét ta chọt vậy thôi. Làm gì có. Làm gì mà cái vụ 18 bộ xương. Thôi được rồi, anh cứ tới đây. Anh tới đây đi, ba mặt một lời. Ai nói tôi kêu người đó qua, tôi nắm đầu đó qua đây luôn. Ba mặt một lời, anh tới liền. Anh tới liền cho tôi nghe chưa? Rồi 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 rồi, tôi đợi. Ủa, tôi quân cái ngủ nào mà ác ôn. Cái tướng đó trời không đánh tấn không đâm nó cũng uổng lắm nè. Sao vậy? Nó nghĩ sao nó đi, nói nhà gì có ma. Ai vậy? Thì bởi vậy gì nó gì đâu có biết. Ủa mà sao gì biết cái tin là nhà gì có ma? Thì nè, ông Nam mua nhà. Chị gọi điện, anh gọi điện cho chị giờ hỏi sao chưa tới coi. Nó nói là tới rồi, nó gặp ai đó là nói đồn lên là nhà gì có ma. Đi về Long Khánh, đi về Long Khánh. Ờ, thôi về vậy. Chỗ Long Khánh làm vườn đúng không vậy? Đi, 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 nhanh, nhanh. Nè, 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 ủa? Mà tôi biết đường đâu đi. Đi xuống Long Khánh là tự tìm, tự hỏi. Ờ, đấy rồi, có tự tìm. Đâu được, phải ăn bữa cơm với gì chứ mới vừa nói. Khỏi, 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 khỏi. Không ai ngủ đâu, ăn uống là mất việc đi chơi. Ờ, đúng là khác tới xin việc làm sao. Mà làm sao mà biết đường. Khỏi, được rồi, khỏi. Ủa, làm sao biết đường của tôi đang kỳ cục mà. Gì vậy? Mày ơi. Cái gì, ai nhặt mày vậy? Trời đất ơi, ai này làm gì khó hiểu dữ trời. Trời ơi, cậu Nam. Vô đây, vô đây. Tôi nói cậu nghe. Bà làm tôi mất thời giờ quá. Mất thời giờ cái gì? Bà mới nằm bệnh viện sao bà ra liền? Ủa tôi nằm bệnh viện hồi nào? Trời đất ơi, ở nhà tôi nói nè. Tôi biết rồi, tôi biết rồi, hàng xóm đồn nữa đâu. Người ta ghét tôi, người ta trù tôi vô bệnh viện nằm ở trọng đó, anh thấy không? Bởi vì ghét cái đồn tùm lum hết á. Nói nhà này là ba có ba nè. Bậy. Nửa đêm bà bị mở nước đồn tùm lum cái chân trong nhà nè. Trời đất ơi, hồi nào? Tôi sống đây mấy chục năm trời có bị gì đâu mà nói ma cỏ gì ở đây? Có. Ai nói bị ai nói, anh nói đi. Con tám đầu sớm đúng không? Hay là con năm lẻ bên này? Không có con tám, con năm nào. Ôi, lôi đầu trong, ra đây. Người trong nhà này nè. Đó, ra đây đi. Chỗ chỗ bông, chỗ chỗ bông nè. Đó, 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 đó. Hả? Đó, đưa nè. Tư hả? Nè. Ai nữa? Hai chồng nè. Ôi trời. Ra đây, tụi bay ra đây. Trời ơi, sao kỳ vậy tụi bay? Sao vậy? Dạ. Đồn nhà gì có ma là sao? Dạ, đầu đuôi chuyện này là sao? Con không biết gì hết. Hỏi vợ con đi. Nhà có ma, kêu ta lại bán à? Là hai đứa này nói với anh đúng không? Đúng rồi. Sao vậy? Hồi nãy con tưởng đâu là cái này là con nuôi có gì. Nè nè, sách vỗ cái cây bự, con tưởng đâu con nuôi cho nên con mới nói có mang hùng đuổi đi. Dạ. Đâu biết tới con nhà. Kêu đuổi đi, đuổi con nuôi gì đi. Ôi trời đất ơi, thì ra là vậy. Sớm xa, sớm xác tàu lao cơ mà. Trời đất ơi, cậu biết sao không? Nó lộn người. Tôi là tôi kêu nó đuổi cái thằng con nuôi tôi kìa. Nên nó giả bộ nó nhắc ma, nó hùng ta. Thôi, mấy người đừng có làm cái chuyện mà mờ ám. Cái nhà bà có ma đó là không bây giờ tôi có đâu. Nãy thì có tôi đem cho là không. Nói nghe nè. Nè, tôi đem tiền tôi đặt cọc cho bà nè. Bây giờ cái nhà này có ma, không bao giờ tôi mua cái nhà này. Có đâu. Trời ơi, nghe tôi giải thích cái đã. Trời đất ơi, đâu có ma cỏ gì đâu anh ơi, trời ơi. Trời đất ơi, cũng tại tụi bay đó. Người ta vô, người ta gần tới mua nhà rồi à. Ta đem cọc tiền tới đặt cọc rồi à. Trời ơi, tiền vô tới họng rồi, tao cũng được lấy là sao hả? Ma cỏ gì ở đây? Còn đồn là có ma hả? Có 18 bồ xương hả? Tụi bay dọn vô ở đi. Để coi 18 bồ xương nó có ăn thịt tụi bay hay không hả? Dọn vô ở đi, đồ hô đô. Trời gì đâu mà nóng quá trời nóng luôn à. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa. Trời tôi nhận ca dở dễ sao dở ta. Đi trong mưa tóc em thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Trời ơi mình ca vậy mà chồng mình kêu mình ca hay. Tám ơi, có nhà không? Ủa? Tám. Tư, mới qua chơi hả? Trời ơi, đi ở ngoài là nghe mày hát víu von ở trong đây rồi hà. Trời ơi, bữa nay rảnh ở nhà. Ủa, sao không đi bán? Nay rằm Tư ơi, nghỉ một bữa cho nó khỏe. Mày bán gì nghỉ rằm vậy con? Cơm chay. Tới đây mùa rằm á, là cái mùa là bán cơm đắt nhất ha. Thì cái đem đi ở nhà, bán cơm chay mà đặt nghỉ rằm là sao vậy Tư trời? Tư không có biết. Bình thường cái tiệm của con nó đông dữ lắm. Còn bây giờ rằm nữa, người ta bu vô nườm nượp. Mình bán rồi hết cơm, rồi biết cho ai nhịn, cho ai ăn bây giờ. Tội lắm, nghỉ luôn đi cho nó tội. Bán cơm chay mà chảnh ghê chưa? Dạ. Ôi đất ơi. Ủa rồi nay qua đây làm chi đây? Xin cái gì nữa để con vô con lấy luôn. Nhá.
Nó nhộn xin gì xin. Trời nó có hàng xóm với nhau không à. Thì có xin gì đâu. Thì bữa trước rồi xin chớ, bữa nọ xin cộng hành, bữa kia xin cộng sản. Ê bữa nay có cái bắp chuối này ngon quá nè. Ê chuối giả đó là cái này trộn gỏi được nè. Ta đặt cọc cái này á. Chuối giả đó. Giả hả? Giả. Ủa sao nhà chơi đồ giả vậy? Phải, tại vì trồng cây chuối mà trồng hoài nó không ra buồn, cho nên là gắn vô luôn cho nó đẹp. Lừa người thấy sợ lắm. Con nói cho Tư nghe, Tư ít xin lắm. Một tháng 30 ngày qua đây xin hết 29 ngày của người ta rồi. Thì bởi vậy người ta nói câu là hàng xóm láng giềng không tắt lửa tối đèn có nháo. Thôi ơi, xin kiểu đó hoài muốn không muốn làm hàng xóm với Tư luôn. Đó quá vậy. Nói nghe sao không nấu cơm vậy dạ? Giờ này ngồi đây. Thôi cơm nước gì, nhà ở có hai vợ chồng à, nấu cơm chia cực. Một chút nó không về á, con chạy u ra ngoài hẻm nè, con mua hộp cơm vô cho ông ăn. Trời ơi chồng con dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được đó, ăn như heo rồi đó, chỉ có cám không chưa ăn thôi. Bậy bạ hết sức, nói như vậy là không có được. Trời đất ơi con ơi, nói như vậy là chồng nghe được nó buồn chết luôn á. Sao vậy? Trời ơi, phải biết đàn ông yêu từ đâu. Từ đâu? Đàn ông yêu từ cái bao tử. Đó, con không có chăm sóc đàn ông đi nghe. Không chăm sóc chồng của mình, mai mốt quá có đứa khác nó chăm sóc giùm. Trời ơi, mất nha con. Ây chà, đàn ông yêu từ bao tử hả? Đúng vậy, thấy không? Mấy bữa nay bao tử con đau quá đau. Thấy chưa, coi chừng có vấn đề. Gia càng có vấn đề. Nè, đừng có để như gia đình con tám tàn nha. Có Tư ơi, Tư nó bậy quá. Đàn ông yêu bằng mắt. Con nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt nè. Còn nói về mắt nè, thấy không? Con mơn mởn như vậy chồng con dễ gì bỏ con được. Yêu bằng mắt thôi hả? Dạ. Rồi nó bằng mắt vậy nó sống được hả? Thì nhìn đẹp là cảm thấy no. Về hỏi con lại chồng con phải vậy không? Sao? Trời dễ gì nhìn đẹp thấy no. Nhìn đẹp là cái thích thôi. Đàn ông người ta thích bằng mắt, người ta yêu bằng bao tử, hiểu chưa? Trời ơi, người ta ai cũng thích về nhà có một mâm cơm ấm cúng bên gia đình. Về nhà là ngắt phát cho hộp cơm hộp, buồn không bỏ nhà đi thấy mồ. Thôi Tư ơi, mới sáng sớm qua nói chuyện cũng vui rồi. Trời ơi, không vui nói nghe. Coi chừng á. Chừng gì? Giống à. Giống ai? Bên kia kìa. Bên nào? Bên đó dạy nhà kìa. Ai? Còn không biết ai nữa. Bà Tám hả? Ờ. Chứ cha, bà Tám nó bị gì vậy? Bà Tám nó bị gì vậy? Nó không bị gì hết á. Ừ, vậy mà nói. Chồng nó bị. Chồng nó bị gì? Cũng mất bị gì hết á. Mất việc hả? Không không. Bệnh hả? Không không có. Vậy chứ sao? Bỏ nhà đi rồi. Nói tóm lại là bà Tám tàn, bà bị chồng bỏ. Vậy mà không có gì. Thì có gì đâu. Tôi hỏi bệnh người ta nó không có bệnh. Trời ơi, cái chuyện lớn rồi. Sao lớn, có gì đâu, bỏ đi lấy chồng khác thôi. Trời ơi, Tư nói chuyện gì ghê vậy Tư? Thì có gì đâu, nói vậy đang ăn ủi nó. Ăn ủi gì, sao đây nè, quá vậy? Nó để bên ngoài đó, trời ơi, lù xù. Rồi nó không có lo ăn uống cho chồng nó. Trời ơi, con khác nó lo rồi, đi mất tiêu rồi, thấy chưa? Chết cha, vậy hả? Ê, đừng nói là noi gương nó nha. Tối ngày ở nhà ngắm mình trong gương nha. Thì phụ nữ mà ai mà không muốn làm đẹp Tư. Trời ơi, đẹp là từ trong ra ngoài mới đẹp. Đó là kìa. Ai vậy? Đó nè. Ủa, bác qua đây, bác kiếm ai vậy? Trời ơi, đau lòng đứt từng đoạn ruột à. Tôi như vậy mà nỡ kêu bằng bạc à. Bác chứ không phải bạc. Bác đâu có vô tông. Bạc nó mới vô, phải xè xuống vậy nó mới vô. Vậy hả? Ủa mà bác à, gì? Cái gì vậy? Hương? Hả? Chị Tám. Hả? Con Tám hả? Trời ơi, chị Tám nhận ra không? Hả? Không. Trời ơi. Dạ? Ủa bà Tám, sao giờ bà tàn vậy bà Tám? Sao tàn dữ vậy con? Tàn lắm hả? Ừ. Tàn quá. Ủa, bộ nãy giờ là chị Tư với lại Hương. Hai người không có nhận ra con không luôn. Không nhận ra luôn á con ơi. Nhìn con mà trời ơi sao, giống như bạch cốt tinh vậy đó. Giống già hơn Tám luôn á con. Ừ. Tâm sầu bạch sát quá vậy con. Sao sơ sát quá con. Hả? Nãy giờ con lu bu con cái. Con không có thời gian. Con không có nhìn con ở trong cái gương. Con chạy đợi qua đây luôn vậy đó. Vậy hả? Trời ơi thấy tội quá à. Bà bận cái gì vậy bà Tám? Bà bận cái gì vậy? Thì cái quần mua hồi trước
mua chừng 10 năm trước á. Trời đất ơi, bà bận đồ không đâu ra đâu hết trơn hết trọi, hèn gì. Trời ơi, ghê quá. Thấy ghê quá vậy, qua đây có chuyện gì? Trời ơi, con có chuyện quan trọng lắm. Con nói thiệt á, bây giờ con đi ra đường á, ai cũng nói con sao thấy ghê quá. Ai cũng nói con á, sao mà nhìn vô học với cái tên con quá. Nó tàn quá phải không? Đúng rồi. Con không có muốn vớt lại luôn á. Sao vậy? Tại vì bây giờ là đằng nào á, ổng cũng bỏ con mất tiêu rồi. Bây giờ vớt lại cũng không có được cái gì. Mà giờ cũng không có dư giả mà vớt nữa. Có bao nhiêu tiền là lo cho con cái hết rồi. Lo riết nó mới tàn như vậy nè. Bởi vậy á, chị đi qua đây gặp em. Chị muốn nói với em một cái chuyện rất là quan trọng. Em nhìn chị nè. Em thấy chị có đẹp không? Em thấy chị có tàn không? Đó. Bởi vì không quan trọng chuyện đẹp mới để cho mình tàn như vậy. Bởi vậy chồng mới bỏ. Em là không có được như vậy, đúng không? Em phải lo em giữ gìn cái nhan sắc của em. Chứ đợi tới hồi mà em tàn giống như chị là vớt lại không có được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em thấy đúng rồi, em thấy đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Nhan sắc quan trọng lắm gì nhưng quan mà... trọng hơn tất cả những thứ khác. Nhưng mà công dung ngôn hạnh nó cũng quan trọng lắm con. Cũng quan trọng nhưng mà nếu như mà không đẹp là chồng chán mà chồng bỏ đi à. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đối với người đúng rồi, đúng rồi. Ông là yêu bằng mắt. Đúng rồi, thấy chưa? Con nói mà con nghe câu nào ở đâu thì ra là không không nói. Nhưng mà hạnh phúc gia đình phải giữ từ cái bao tử. Ủa là cuối cùng là bằng mắt hay bằng bao tử? Bằng con mắt trước, bao tử tính sau. Mắt nhìn không có ưa là nuốt không có nổi. Đúng rồi, chính xác luôn nè. Nhưng mà con mắt cứ là một thoáng qua thôi, bao tử mới ở lại dài lâu con. Dì Tư ơi, con nói dì Tư nghe nè. Dì Tư đừng có lý thuyết nữa. Bởi vì dì Tư đâu có ở trong cái cảnh giống như con. Không, dì Tư đâu có bị chồng bỏ. Chừng nào dì Tư bị chồng bỏ, dì Tư mới hiểu là cái nhan sắc nó quan trọng như thế nào. Tự nhiên gia đình ta hạnh phúc mới su 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 su. Con nói thiệt. Nhưng mà bây giờ tóm lại là không quan trọng chuyện đó, là có ngày chồng cũng bỏ dì Tư hà. Tóm lại là giờ chị qua đây làm cái gì? Chị qua đây là chị có chuyện quan trọng nói với em. Thì nói đi, nãy giờ nói đi nghe luôn nè. Nói đi, có gì tư góp ý chứ. Chị quên sao này. Sao? Trời đất. Thấy con nào có duyên như con này không? Trời, nó qua nó nhiều chuyện mà nó quên cái chuyện này nhiều rồi. Trời đất ơi. Nhiều chuyện con thương hồn qua đây con kiếm nó chứ. Không thôi bây giờ bà không nhớ đúng không? Bà ngồi bà uống nước bà chơi đi. Đợi chừng nào dì Tư về rồi lúc đó bà nhớ ra bà nói tôi nói chuyện với bà. Được. Vậy cũng được. Ủa vậy sao Tư nghe được? Tư khỏi nghe, Tư về đi. Tư hiểu rồi. Muốn đuổi Tư phải không? Thôi được rồi, đuổi khéo thì Tư về. Không, Tư bậy. Tư đừng nói vậy con buồn. Con có đuổi khéo Tư, con đuổi thẳng mặt. Vậy gì vậy? Không nói thẳng mặt mà, chứ đâu có khéo gì đâu. Con thích thẳng thắn lắm hả con? Dạ. Thích thẳng thắn ha? Dạ. Tư cũng thẳng thắn lại luôn nha. Dạ sao Tư? Bụi xả sau nhà con. Gì vậy? Xin cây về làm thịt bò cho anh ăn. Thấy chưa, tôi biết rồi, từ ban đầu qua là tôi nghi có vấn đề rồi à. Cũng phải xin cái này xin kia. Vậy he. Rồi đợi đi, tôi vô tôi lấy cho. Thôi vậy đi nha. Khi nào nhớ ra chuyện thì chị qua nha. Vậy hả? Vậy thôi đi đi. Tư gì vậy? Nhớ rồi hả? Nhớ rồi. Nói đi từng ngày cho. Có gì tôi giải quyết cho. Sao? Chuyện quan trọng lắm. Bình tĩnh chưa? Bình tĩnh là đâu gì đâu. Bình tĩnh. Con nói đi. Tôi không bình tĩnh được bởi vì chuyện quan trọng lắm. Biết rồi cái gì? Bình tĩnh đi rồi từ từ rồi. Tôi quạt cho. Nói đi con. Bây giờ. Ừ. Em phải. Ừ. Đi bắt ghêu. Hả? Khi nào em mới được khám vậy? Chờ đi. Ủa chờ đến khi nào? Thì tôi kêu ngồi chờ thì ngồi chờ đi. Chừng nào bác sĩ tới á thì được khám thôi. Về đó ngồi đi. Trời ơi. Y tá mà nói chuyện như má người ta vậy? Đi khám có một mình hả cưng? Trời, có bầu sao mang giày cao gót vậy? Nguy hiểm à. Té ăn cái coi chừng ảnh hưởng em bé đó. Sợ sao em không ăn uống gì hết trơn à? Để ông nho ông nhắc vậy. Ăn nhiều vô cho con nó có chất đúng không? À,
Không biết là bác sĩ ở đây tốt không ha? Không biết là phòng khám này khám chính xác không ha? Chưa có khám lần nào hết trơn á, không có biết. Lần đầu mang thai hả? Trời ơi, lần đầu mang thai á là em phải đọc nhiều sách đó để có thêm kinh nghiệm đó, đúng không? Em nói nghe nè, bây giờ em rảnh không? Em giữ giùm chị cái giỏ nha. Không có giữ được, chị vô trỏng chút xíu, lát chị ra chị lấy nha. Trời ơi, ở trong phòng khám á người ta chỉ cho thai phụ vô thôi, người nhà không có được vô, tự giữ đi. Thì chính vì người ta chỉ cho thai phụ vô thôi, đâu có ai giữ giỏ giùm, mới nhờ em giữ cái giỏ nè. Sao không, trong đây toàn là mắm không ạ? À? Thôi thiệt, thôi gần nè, nó thèm em biết không, thành ra chị ghé chợ chị mua mắm mà sợ mang cái này vô trong phòng khám á là bác sĩ rầy, không dám mang vô. Thôi. Ủa? Dùm, thôi không có giữ đâu, thôi rình nè. Ủa mà nói vậy là mà dì bị bệnh gì mà vô khám? Bộ có bầu là bệnh hả? Cái gì? Có bầu hả? Gì vậy? Ôi trời, nhìn cái mặt kìa. Cái gì á? Ôi trời ơi, cái mặt già chát như vậy mà có bầu hả? Không vui nghe. Ủa, bên ngoài người ta già nhưng mà bên trong người ta hoạt động bình thường chứ bộ. Mắt gì không được có bầu. Trời đất ơi, già mà còn ham vui vậy trời. Thì ham vui bởi vậy mới giờ mới tới đây đây nè. Tự nhiên tự nhiên chửi người ta à? Chửi mình có bầu rồi người ta không có bầu được hả? Tôi con gái, tôi còn trẻ đẹp. Thôi mệt quá, khinh thường người già quá. Trời ơi. Ủa, tới rồi hả? Em tại sao là hết chỗ hẹn sao hẹn chỗ này? Tại vì á, em muốn tạo cho anh một cái surprise. Gì? Surprise là cái gì? Là bất ngờ đó ông nội, không có học Anh ngữ hả? Ai biết bất ngờ gì. Anh, vậy anh nhìn đi, ở đây là đâu? Phòng khám. Phòng khám gì? Phụ sản. Đó, anh tự suy luận đi. Một người con gái xinh đẹp, trẻ trung như em mà bước vào một phòng khám phụ sản thì để làm gì? Phá thai. À, cái gì vậy? Anh thấy trên báo hay đăng là mấy người phụ nữ đẹp đó, rồi nóng nổi rồi vô đây phá thai. Phá thai cái gì mà phá thai, không có, không có. Chị em vô đây làm cái gì? Khám thai. Bất ngờ chưa? Khám thai. Vậy đó, em có... Anh nhớ không, hôm bữa đó anh nói với em á là khi mà em có thai á, em sanh cho anh một đứa con thì anh sẽ cho em cái gì nè? À, cái gì nè? Anh sẽ cho em một cái hộp. Hộp gì nè? Hộp xoài. À cái không gì? Hộp xoàn. Anh mừng quá, anh liệu hộp xoàn. Rồi cái gì nữa nè? Cho em một cái chiếc gì nè? Một chiếc xe đạp điện. Cái gì? Xe SH. Trời ơi. Rồi cho cái gì nữa nè? À, một cái gì bự bự mà để chưa ra chưa vô nè. À, nghĩa địa. À không, biệt thự. Biệt thự bự. Nhớ đó nha, biệt thự nè, SH nè, hộp xoàn nè. Nhớ đó nhờ. Nhớ. Em ơi, cái phòng khám này sao cái gì thấy ghê vậy? Cái gì mà ghê? Tiếng cười của ai không? Bà điên phía sau kìa. Cái gì? Ai vậy? Ê đâu vậy? Đi đâu vậy? Ủa, sao rảnh nó vậy? Đi vòng vòng trong đây sao cũ? Hai người mới rảnh á, dở cái tay ra, nhìn nhau. Bà Tam. Tam Tàng. Ủa? Ủa, nói ra là quen hả? Quen, hàng xóm của anh mà. Đi đâu? Bữa nay lôi mắt chuột nha.
Sao sao? Làm chuyện quá là nhục nhã. Chuyện gì mà nhục nhã? Con làm bồ đó hả? Chồng bỏ lâu ngày, nổi chứng lên, mèo mã ra đồng. Có thai bây giờ mới gia đình khám thai đúng không? Trời ơi, bộ cái mặt tôi già là tôi có tội lỗi hay sao mà ai cũng gặp tôi ở trong đây cũng chửi rồi, cũng xối xả lên đầu tôi hết vậy. Trời ơi chị, chứ ông đi đâu đây? Tôi đi thăm bạn tôi. Bạn bị gì mà thăm? Bệnh ung thư. Bệnh ung thư vô bệnh viện phụ sản. Vui. Nói tóm lại, bà đừng có hòng giấu cái chuyện này, tôi về tôi nói cho mọi người biết hết. Tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết hết luôn. Nói gì? Tôi có gì mà nói? Tôi sẽ nói là ông đi vô đây làm cái gì? Tôi làm cái gì? Bây giờ ông lên giọng với tôi phải không? Bây giờ tôi nói nghe nè, tôi thì không sao, tôi vì người tôi thương tôi sẵn sàng để mình cho chửi rủa tôi, xối xả lên đầu tôi. Nhưng mà nếu bây giờ tôi kêu cái người đó ra đây, bảo đảm không thể nào mà dám lên giọng nữa đâu ha. Ai? Chờ đó đi. Ai mà quyền lực cái gì? Hương ơi. Vô cưng. Gì vậy? Em đừng có lo. Gì vậy? Gì vậy? Gì mà làm anh sợ hết trơn? Không dưỡng vậy? Hả? Không có ai mà làm anh sợ hết trơn. Tâm ơi. Chị nè. Chết. Tâm ơi. Sao? Cái gì vậy? Mắc rồi. Mắc gì? Giờ này mắc đi toilet. Không, mắc xỉu. Mắc xỉu, không xỉu giờ này được. Giờ này em phải cứng rắn, em phải giải quyết mọi chuyện, em không có được xỉu ở đây nữa. Tâm ơi, chồng em ơi, ông đi đâu đây? Đi đâu rồi trả lời cho ta biết đi. Đi đâu mà vô trong khoa sản này hả? Anh không. Ai vậy? Tôi là ai? Ai đây? Vợ bạn anh. Trời ơi, gan quá. Trời ơi, gan quá. Mắc xỉu. Có xỉu rồi. Nói nghe nè, thấy không? Thấy nó nói không? Vợ của bạn anh. Tôi là ai? Còn tôi là ai? Nói luôn đi. Tôi là vợ của bạn ông luôn, phải không? Dẹp đi bà. Không dám nói, đâu có dám nói sự thật. Tôi là ai? Tôi cho ông nói lại, tôi là ai? Em là vợ của anh. Cái gì? Thấy chưa? Đây là chồng của tôi. Cái gì? Tại sao cô lỡ lòng nào cô vô cô cướp chồng tôi? Cô... Chị nói cho Tám. Nãy giờ chị nghe hết ha. Hứa hẹn với nhau đủ điều hết trơn ha. Trời ơi, vợ người ta còn sống nhăn răng ở đây. Vậy mà nghĩ sao ha, dám hứa ha. Nếu mà cưới về rồi ha, cái tặng cái gì nè, hộp xoàn ha, mua cho xe SH ha, rồi mua biệt thự nữa. Hứa chứ sao, sao ông nói với tôi là vợ của ông chết lâu rồi? Ông là người độc thân. Trời ơi, anh dù tôi chết, sao biết tôi bao lâu nay anh có tặng tôi cái hộp gì chưa? Nhưng mà bây giờ anh đòi tặng người ta hộp này hộp nọ. Trời ơi, con nhỏ này nó có gì không? Trời ơi, bây giờ chị nói em đến đây để làm gì? Để làm ăn ghen phải không? Ghen. Đúng rồi, quýnh ghen thì mình phải làm sao chứ nó xỉu hoài. Đúng rồi, mình không được xỉu. Cái gì? Quýnh ghen.